một kẻ thức thời mới là tuấn kiệt không nghĩ tới tại ngươi trợ giúp phía dưới tu luyện vẫn là khó mà ngăn cản địch nhân tiến công cần ngươi xuất thủ a bên kia lưu mẫn sinh ngữ khí thoáng có chút hổ thẹn hướng phía trước mặt bỗng nhiên xuất hiện tiêu thiên mở miệng một bên khác tiết hán thì là mang theo mỉm cười thần sắc triệt để trầm tĩnh lại thậm chí còn tự giễu cười cười hắn vừa rồi lại có trong nháy mắt lo lắng vị này tiêu tiểu hữu sẽ ngăn không được đây không hiểu thấu xuất hiện cường giả từ dưới mắt tình huống đến xem ngược lại là mình quá lo lắng tiêu đại nhân một bên khác huyết hổ thần đế thì là hướng phía tiêu thiên chỗ hành lễ rất xin lỗi ngài bàn giao sự tình ta hoàn thành không có tốt như vậy không chỉ có như thế toàn bộ chiến trường phía trên rất nhiều tàng võ vị cách thần linh đều là không hẹn mà cùng, thay đổi mình hướng, nhao nhao đối bỗng nhiên xuất hiện tiêu thiên. Tất cung tất kính hành lễ, thái độ, cực kỳ cung kính, về phần những cái kia tàng võ tiềm ẩn người. Đều là ngạc nhiên nhìn một màn này, nhất là nhìn thấy trước mặt bọn hắn những này ngày xưa tàng võ thần linh. Thế mà hướng phía đối phương cung kính như thế, mặt lộ vẻ dị sắc mà nhuyễn hội tổng bộ. Cái kia quan chiến lưu sơn phủ dân chúng từng cái đều là sôi trào, lúc trước cái kia U Minh Cường giả xuất hiện. Thể hiện ra tự thân vô song chiến lực, không ít người tâm đều níu chặt. Thấp thỏm lo âu, nguyên bản tại bọn hắn vô cùng lo lắng cục diện chuyển biến xấu thời điểm. Ai có thể nghĩ ra được liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, bỗng nhiên xuất hiện tuổi trẻ thân ảnh. Thế mà cường đại như vậy, cái này. Đó là lúc trước những này nhân khẩu bên trong trí thiện cơm chùa thiên tôn sao, vị này thật thật là lợi hại a à, với lại các ngươi phát hiện không có những cái kia đào ngũ trợ giúp chúng ta tàng võ thần linh đối tốt với hắn cung kính không sai nhìn thấy trước cái kia huyết hổ thần đế tại hắn trước mặt giống như là ngoan ngoãn hổ đồng dạng không thể tưởng tượng nổi đây có phải hay không là đại biểu cho nguy cơ có thể giải trừ mọi người trước cũng không muốn nhao nhao đừng có gấp chúng ta trước yên tĩnh nhìn lại nói những này quan chiến lưu sơn phủ bách tính, đó là ngươi một lời ta một câu, nói không ngừng. Nghị luận ẩm ý đứng lên. Không ít người đều là sắc mặt đỏ bừng, không chịu được đứng dậy. Chăm chú nhìn phía trên hiển hiện ra hình ảnh chờ đợi đằng sau cục diện biến hóa, giống như lo. Lắng cho mình như vậy buông lỏng tay. Vừa vặn chuyển cục diện lại muốn chuyển biến xấu xuống dưới, mà chân chính khiếp sợ chính là, Liễu vô song giờ khắc này hắn trong mắt đều nhanh muốn cho trận lồi ra, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn không phải vừa rồi chiến đấu thời điểm đánh quá kịch liệt, đem mình đầu óc làm hỏng đi. U Minh vị diện đó là vượt xa khỏi bọn hắn tàng linh, tàng võ vị diện tồn tại đó là chân chính nhân vật cường hãn. Cùng bọn hắn tiếp xúc về sau, Liễu vô song mới biết được mình là bao nhiêu nhỏ bé tại bọn hắn trước mặt quá khứ tất cả đều lộ ra như vậy buồn cười, với hắn trong suy nghĩ. U minh vị diện cường giả sẽ cùng tại vô địch đại danh từ, không có cái gì. Có thể cùng bọn hắn đánh đồng, có thể đây bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Lại là dễ như trở bàn tay đem hắn bên người vị đại nhân này hộ vệ thống lĩnh cánh tay kéo. Đứt thậm chí đối phương xuất hiện thời điểm, đều không có thể cảm nhận được cái gì khí tức mà giờ khác này chân chính thống khổ thì là vị này u minh vị diện cường giả hộ vệ hắn sẽ đau kêu thành tiếng đó là bởi vì thật rất đau dù sao hắn đã thật lâu không có cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ cường hoành đến cực điểm hắn chưa có địch thủ thậm chí hắn cho tới bây giờ đều còn không biết mình là làm sao thụ thương bá tên này u minh vị diện cường giả hộ vệ một cái nháy mắt thân chính là rút lui một khoảng cách cảnh giác nhìn xuất hiện trước mặt tiêu thiên đồng thời tay cụt địa phương màu lục bảo khí tức đang lưu truyền tay cụt trong nháy mắt cũng đã khôi phục như lúc ban đầu chỉ bất quá trên thân lan tràn ra cường hoành khí tức rõ ràng là muốn suy yếu một đoạn đồng thời ở bên cạnh hắn cách đó không xa u minh cường giả nhíu chặt lông mày nhìn từ trên xuống dưới trước mặt tiêu thiên tựa hồ muốn từ hắn trên thân nhìn ra manh mối gì chỉ bất quá tại hắn cảm giác bên trong Trước mặt tiêu thiên không thể bình thường hơn được. Căn bản là nhìn không ra đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, không? Nghĩ tới, tiểu tiểu tàng linh bên trong, thế mà còn có người dạng này cường giả. Cái kia U Minh cường giả mở ra tay đến, cười nhẹ lắc đầu, bản tọa U Minh phủ du phương. Đây là hộ vệ du bản nghĩa, mà hắn sau khi nói xong. Thì là cẩn thận hướng phía trước mặt tiêu thiên nhìn qua, đã thấy đến tiêu thiên đang nghe U minh phủ tên tuổi, biểu hiện trên mặt cũng không có gì đặc thù địa phương. Thật giống như xem như giống như không nghe thấy, đối với cái này. Cái này U Minh Cường giả du phương, trong lòng đại khái là nắm chắc, xem. Ra, chỉ là giã lộ ra hỏa, có thể vừa đối mặt kéo du bản nghĩa cánh tay. Mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng tối thiểu là chấp trưởng chi cảnh, bớt. Quá chỉ là một cái giã lộ, không đáng giá nhắc tới chân chính muốn bắt lại đến nói cũng đơn giản chỉ là đây vừa động thủ nói chỉ sợ cũng muốn bị khu trục ra đây tàng linh vị diện hảo hảo đầu tư chỉ sợ cũng muốn tan vỡ du phương trong lòng tự định giá rất nhiều cuối cùng trong đầu đã có chủ ý về sau hắn là lại lần nữa hướng phía trước mặt tiêu thiên mở miệng có lẽ ngươi chưa từng nghe qua chúng ta u minh phủ tên tuổi tại rất nhiều vị diện bên trong chúng ta cũng coi là người nổi bật lần này tới, cũng là phát hiện tàng linh này vị diện tiềm lực, muốn thu về chính mình dùng. Đặt vào chúng ta u minh phủ dưới trướng, nguyên. Bản chúng ta là nhìn chúng cái này liễu vô song, làm cho này tàng linh vị diện cầm lái người. Để hắn làm cho này cái vị diện chấp trưởng giả, đã. Đây tàng linh ra ngươi dạng này một vị chấp trưởng chi cảnh cường giả. Như vậy để ngươi chấp trưởng tàng linh vị diện cũng là thuận lý thành chương sự tình. Giảng đến nơi này, du phương hướng phía trước mặt tiêu thiên mở ra tay. Chiến đấu cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, chân chính muốn chém giết đứng lên nói. Ngươi là không chiếm được chỗ tốt tại. Chúng ta u minh phủ dưới trướng, giống như ngươi đạt đến chấp trưởng chi cảnh tồn tại. Nhân số không ít, chân chính xung đột đứng lên nói. Các ngươi tàng linh vị diện hủy diệt chẳng qua là thoáng qua giữa sự tình, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi có thể minh bạch ta lời này ý tứ sao nói đến đây du phương thể nội khí tức mơ hồ bắt đầu bắn ra cơ hồ là tại hắn khí cơ nổi lên thời điểm thiên địa quy tắc đều tại mơ hồ chấn động đứng lên đang phát ra tiếng oanh minh giống như tại e ngại trước mặt cái này tồn tại mà giữa thiên địa oanh minh càng là sấn thác trước mặt du phương đáng sợ ngay tại du phương chờ đợi đối phương trả lời thời điểm tiêu thiên mở miệng chỉ là đối phương trong miệng nói. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, ngươi. Ông 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 kêu cái gì, ta ở chỗ này có cái gì tốt sợ, im miệng theo. Tiêu thiên tức giận hướng, phía thiên địa quát lớn lên tiếng. Nguyên bản bởi vì du phương khí tức chấn động thiên địa. Trong nháy mắt là yên tĩnh trở lại, bốn phía tất cả lại lần nữa trở nên gió êm sóng lặng giống như cái gì cũng không có xảy ra, sau một khắc, thiên địa quy tắc lần nữa hàng lâm. Hóa thành từng đôi màu vàng tay nhỏ, nhẹ nhàng đập tiêu thiên bả vai phía sau lưng. Xoa nắn lấy hắn tứ chi, tựa hồ tại mọi loại nịnh nọt. Mà hưởng thụ lấy thiên địa quy tắc xoa bóp tiêu thiên, lần nữa nhìn về phía du phương. Người mới vừa nói cái gì? Trường 1002, trí cao quy tắc rơi xuống. Không trách tiêu thiên hỏi đối phương thật sự là hắn vừa rồi thật không có nghe đối phương đang giảng cái gì. Hoàn toàn liền đã thất thần, bởi vì hắn vừa rồi phát hiện đi qua cái kia một kiếm về sau. Lưu mẫn sinh cảnh giới tựa hồ tại đề thăng. Cùng thể nội chiến tranh dung lô cũng dung hợp tốt hơn, cho nên phân tâm đi quan sát một cái. Hoàn toàn liền không có chú ý cái kia du phương tại lại nhải những thứ gì, thẳng đến đây táng. Linh một phương thiên địa, bị hơi thở đối phương chấn nhiếp phát ra vù vù mới phản ứng được, lúc này mới có vừa rồi mở miệng quát lớn lên tiếng một man. Đồng thời để thiên địa này hóa thành màu vàng tay nhỏ đến giúp hắn xoa bóp mà tại đối diện. Du phương trầm mặc sau một lát, đột nhiên là toàn lực bộc phát ra mình khí tức. Chấn nhiếp thiên địa, tại du phương bộc phát ra khí tức đồng thời. Một bên khác du bản nghĩa, vị này hộ vệ cường giả đồng dạng là bắn ra thể nội khí cơ, hai người đều là sắc mặt trang nghiêm uy áp bắn ra phía dưới để bọn hắn là uy phong lẫm lẫm bên cạnh liễu vô song nguyên bản còn giật mình tại thiên địa này giữa biến hóa rung động trước mặt bỗng nhiên xuất hiện tiêu thiên bày ra thực lực giờ khác này cảm giác được bên người hai vị u minh cường giả biến hóa cảm xúc bành trướng rất hiển nhiên hai vị đại nhân này đến lúc này chuẩn bị tiến hành phản kích hắn phi thường chờ mong Hai vị đại nhân chân chính thể hiện ra thực lực mình thời điểm. Đối phương sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ, xem ra muốn đánh sao? Tiêu Thiên hai tay vây quanh trước người. Nhiều hứng thú nhìn đối diện hai người, hắn nhẹ nhàng vặn vặn mình cái cổ. Mặc dù hắn hiện tại không có hoàn toàn triển khai mình hạn chế. Bất quá tại vừa rồi động thủ thời điểm, vẫn là hơi buông lỏng một điểm, cho nên hắn xoay cổ thời điểm tại đầu có chút động tác thời điểm vẫn là để bốn phía không gian bị đè ép phát ra ghê răng kết âm thanh mơ hồ lộ ra vết nứt không gian chỉ là khôi phục tốc độ rất nhanh cơ hồ không có người nào phát hiện duy chỉ có gần trong gang tắc mấy người phát hiện chi tiết này bất quát đối mặt tiêu thiên nói hắn trước mặt du phương còn có du bản nghĩa cũng không có mở miệng nói chuyện chỉ là yên lặng lộ ra được mình uy áp để tự thân toàn bộ thực lực triệt để bạo phát đi ra, biểu lộ nghiêm túc, không lên tiếng. Hai người làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Trang cao thủ, giờ khắc này, mặt ngoài mười phần bình tĩnh du phương. Nội tâm đã là đang điên cuồng gào thét kêu gào, chí. Cao quy tắc làm sao còn không có phát hiện ta, nhanh lên a, khu trục ta a. Mau đem ta trục xuất rời đi, để ta hồi u minh vị diện a, tranh. Thủ thời gian a, trước mặt ra hỏa này có vấn đề a, à? đùa gì thế, chấp trưởng chi cảnh chỉ là chấp trưởng một phương vị diện. Có thể được xưng tụng là một phương vị diện đế hoàng đồng dạng tồn tại, mặc dù như thế. Năng lực vẫn là có hạn, cứ việc trở thành chấp trưởng một phương vị diện tồn tại. Có thể căn cứ vị diện này để thăng mà đạt được cảnh giới tiêu thăng, đồng thời tại điều động. Thiên địa linh khí phía trên có ưu thế, đang trợ giúp quản lý vị diện quá trình bên trong. Có thật nhiều tiện lợi, nhưng nói cho cùng cuối cùng chỉ là người quản lý, liền giống với là trong nhân thế đế hoang. Muốn mở ra một con đường đến, thông qua hạ lệnh có thể điều động thần dân phát lực, nhưng trước. Mặt cái này nam nhân làm sự tình là cái gì, hắn nói muốn mở ra một con đường. Ngăn tại trước mặt sơn, mình lanh lợi chạy đến bên cạnh đi tránh ra, cả hai căn bản cũng không. Có bất kỳ khả năng so sánh, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng, đích xác. Du phương còn có du bản nghĩa cảnh giới cũng sớm đã nhảy ra vị diện chấp trưởng chi cảnh cấp độ này, nhưng không có nghĩa là bọn hắn. Liền có thể làm đến người nam nhân trước mắt này làm được sự tình. Vẻn vẹn này thiên địa quy tắc hóa thành tay nhỏ, tại hắn chung quanh thân thể xoa bóp cử động. Liền đã tại rõ ràng nói cho bọn hắn một sự kiện, cái tên trước mắt này. Rõ ràng liền đó là một cái quái vật. Giờ khắc này du phương, đầu óc đã mộng cơ hồ đều nhanh điên cuồng hơn vì cái gì tại tàng linh vị diện bên trong sẽ đụng phải dạng này một tôn quái vật đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện cảnh giới càng cao càng có thể nhìn ra người trước mặt này chỗ kinh khủng nhìn kỹ một chút a à. trước mặt thiên địa này quy tắc không những không có cách nào dung nhập đối phương thể nội thậm chí đang cấp đối phương xoa bóp thời điểm còn biết bản thân sụp đổ tiêu tán một phần nhỏ điều này đại biểu lấy cái gì tàng linh vị diện thiên địa lực lượng tại chạm đến trước mặt cái này nam nhân thời điểm. Thậm chí đều không có thể tiếp nhận trên người đối phương lực lượng mà sụp đổ, bởi vậy có thể thấy được người trước mặt năng lực. Đến cùng là cường hoành đến trình độ nào mà đối mặt dạng này một tôn quái vật. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào, vì kế hoạch hôm nay. Bọn hắn chỉ hy vọng tranh thủ thời gian mượn nhớ trí cao quy tắc lực lượng thoát đi nơi này nếu như chủ động đào tẩu nói du phương cùng du bản nghĩa lo lắng đối phương sẽ ra tay ngăn bọn họ lại chỉ có thể ở đây trang mô tác dạng dưới mắt du phương nội tâm có thể nói là vô cùng bối rối phi thường lo lắng cho mình vừa rồi cuồng vọng ngôn ngữ để tôn này quái vật sẽ không quan tâm xuất thủ còn tốt mình giả vờ giả vịt giống như thành công trước mặt vị này tựa hồ cũng không có đại tướng mình để ở trong lòng đến bây giờ còn đang hưởng thụ lấy xoa bóp mà không có xuất thủ, đông, ngay một khắc này. Như là chuông lớn bị gõ vang động tĩnh chuyển lại mà đến. Vang vọng giữa thiên địa, cơ hồ là một tiếng này tiếng chuông vang lên. Toàn bộ tàng linh vị diện, tàng võ vị diện cùng cổ hoa vị diện. Rất nhiều sinh linh đều là nghe rõ ràng, thật giống như tiếng chuông này. Ngay tại mình vang lên bên tay, rõ ràng chi cực đến du phương nội tâm bên trong cuồng hỉ đây chính là trí cao quy tắc hàng lâm động tĩnh theo đạo lý bọn hắn loại này vị diện tầng thứ cường già không thể đi tới nơi này tàng linh như thế vị diện tầng thứ chốc lát bị phát hiện liền sẽ bị cưỡng chế khu trục đồng thời nhận nhất định trừng phạt bị trọng thương một đoạn thời gian đồng thời đối với tầng thứ này vị diện ảnh hưởng càng lớn nhận tổn thương cũng liền càng lớn có trí cao vị diện hỗ trợ khu trục bọn hắn cuối cùng là có thể bình yên vô sự rời đi vù vù theo ý nghĩ nổi lên thời điểm vô duyên vô cớ giữa hư không có kim quang rơi xuống bao phủ tại du phương cùng du bản nghĩa trên thân kim quang hiển hiện, hiện. đây tàng linh giữa thiên địa quy tắc đều phảng phất là bị che đậy mà ra không có chút nào quấy nhiễu đắm mình trong kim quang phía dưới du phương cùng du bản nghĩa trên thân phảng phất là bị bị bỏng đồng dạng suy suy rung động tổn thương lấy bọn hắn thân thể trí cao quy tắc hàng lâm khu trục bọn hắn thời điểm trừng phạt cũng đã bắt đầu bất quá cũng đại biểu cho bọn hắn thoát ly nguy hiểm trầm tĩnh lại du phương lộ ra sống sót sau tai nạn thần xác đồng thời cẩn thận hướng phía tiêu thiên phương hướng nhìn qua hắn muốn đem đối phương mặt nhớ kỹ đồng thời đem tình báo mang về để rất nhiều vị diện đều nhỏ tâm một chút tàng linh nhiều hơn như vậy một tôn quái vật mà bên cạnh liễu vô song bị bất thình lình động tĩnh cho cả trợn tròn mắt. Hai vị u minh vị diện đến đại nhân là có ý gì, tốt lành, làm sao có kim quang rơi xuống. Mang theo bọn hắn hướng phía vô hình hư không kéo mà đi là có ý gì, tình hình này. Làm sao nhìn qua thật giống như là muốn chạy trốn. Trường 1003, hết thảy mang đi. Lại nhìn kỹ một cái về sau, liễu vô song triệt để kịp phản ứng, đầy đến từ u minh vị diện cường giả dạ, chính là muốn chuẩn bị đào tàu nếu là đối phương chuẩn bị lại lần nữa chém giết nói làm sao có thể có thể tại kim quang này bao phủ xuống về sau toàn thân liền buông lỏng xuống tới chính diện chém giết tình huống dưới coi như đối phương rất nhỏ yếu chuẩn bị động thủ thời điểm trên thân khí cơ là khẳng định có chỗ khác biệt dưới mắt đầy u minh cường giả hoàn toàn trầm tĩnh lại tư thái vừa rồi trang nghiêm biểu lộ biến mất còn có đây cổ quái uy nghiêm kim quang bao phủ xuống. Mang theo bọn hắn lôi kéo hướng không cũng biết không khả quan tinh không phương hướng, đồ đần. Đều biết đám này u minh cường giả là chuẩn bị thoát đi, muốn trốn. Bên này, tiêu thiên cau chặt lấy lông mày, nhìn cái kia bao phủ xuống kim quang, ngươi. Khi nơi này là trong nhà người, muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao, tiếng nói vừa ra tiêu thiên chính là đuổi kịp kim quang bên trong du phương còn có du bản nghĩa đưa tay liền hướng phía bên trong bắt tới ngớ ngẩn kim quang bên trong du phương nhìn thấy tiêu thiên vậy mà không biết sống chết đuổi kịp kim quang còn đưa tay đến bắt không tự chủ được cười ra tiếng đây chính là trí cao quy tắc hàng lâm muốn đem bọn hắn trục xuất rời đi đây tàng linh vị diện hóa thành kim quang trí cao quy tắc đem dẫn bọn hắn rời đi nơi này đến vị diện giữa vô gian hư không khu vực bên trong sau đó đem bọn hắn khiển trách hồi u minh vị diện đồng thời trí cao quy tắc sẽ ở bọn hắn trên thân đánh xuống lạc ấn một đoạn thời gian rất dài bọn hắn đều không biện pháp rời đi quê hương mình u minh vị diện tuế nguyệt trôi qua tại thời gian cọ rửa phía dưới mới có thể để trên thân lạc ấn dần dần trừ khử từ đó rời đi u minh vị diện mà dẫn động trí cao quy tắc về sau kim quang này đó là quy tắc hóa thân quy tắc ý chí coi như trước mặt tôn này quái vật biểu hiện ra cực kỳ đáng sợ thực lực rất có thể là cấp độ cực cao vị diện tồn tại nhưng bây giờ muốn trực tiếp đối với trí cao vị diện động thủ đây cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào với lại đối phương dạng này vừa động thủ trí cao quy tắc không sẽ phát hiện hắn cũng không phải là đây tàng linh vị diện người Thuận tiện còn phải đem hắn trục xuất ra ngoài, đợi đến hắn bị trục xuất về sau. Bọn hắn U Minh vị diện hoàn toàn có thể lại để cho người tới xử lý nơi này vấn đề. Đem cái kia năm tên nữ đế bắt đi, dù sao cái kia năm tên nữ đế tồn tại quá mức đặc thù. Lại có thể để thế giới ý chí chuyển thế hiển hiện ra, để các nàng trưởng thành sau khi thức dậy. Đơn giản đó là trời sinh vị diện chấp trưởng giả, nếu là bắt đi, cẩn thận nghiên cứu. Tất nhiên thu hoạch tương đối khá. Vốn cho rằng giữa đường giết ra tới một cái Tiêu Thiên, đáng sợ như vậy tồn tại. Tốt đẹp thu hoạch phải biến mất, ai nghĩ đến đối phương thế mà chủ động đưa tới cửa. Mình cho cơ hội, tuyệt không thể tả, phanh, tiếng va chạm vang lên. Tiêu Thiên tay chạm đến trước mặt kim quang cột sáng mặt ngoài về sau, chính là bị bắn ra. Đồng thời còn bắn tung tóe ra màu vàng đốm lửa, gặp tình hình này. Tiêu Thiên không chịu được là nhíu mày hiển nhiên bởi vì một màn này có chút ngoài ý muốn, với lại, tại chạm đến kim quang về sau. Hắn còn phát hiện mình tựa như là bị thứ gì để mắt tới đồng dạng, ông, lại là một tiếng tiếng. Chuông vang vọng lên, hóa thành sáng chói kim quang rơi xuống, đập vào tiêu thiên trên thân. Đem hắn bao phủ ở trong đó, đồng thời cái kia kim quang kéo túm lực lượng. Cũng bắt đầu đem tiêu thiên hướng phía tàng linh vị diện phương hướng túm quá khứ. Không ngừng kéo lên cao ân. Tiêu Thiên sừng sốt một chút, cảm giác một cái xung quanh tình huống, chừng mắt nhìn về sau. Hiện ra một vòng hiếu kỳ thần sắc. Đồng thời, hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế xuống mình, vừa rồi hắn vô ý thức liền muốn. Bắn ra lực lượng, kém chút không có đem xung quanh trí cao quy tắc hóa thành cột sáng cho trực. Tiếp vỡ nát mở, may mắn hắn kịp thời kịp phản ứng. Khống chế được mình lực lượng, không phải thật để lực lượng bạo phát đi ra nói chỉ sợ không chỉ là cái này trí cao vị diện quy tắc sụp đổ. Còn biết tác động đến toàn bộ tàng linh vị diện, không có cách. Đây trí cao quy tắc lực lượng tựa hồ có chút đồ vật muốn đánh nổ nói. Không thể tránh né liền muốn càng nhiều giải khai thân thể hạn chế, nhưng hạn chế lại giải khai. Nói, tàng linh bản thân quá mức suy nhược. Không chịu nổi hắn tồn tại, dưới mắt tốt nhất lựa chọn đó là để đây cổ quái kim quang mang theo hắn rời đi tàng linh vị diện sau đó lại giải khai hạn chế đánh nổ cái đồ chơi này đem cái kia hai tên gia hòa bắt trở lại hảo hảo hỏi rõ ràng tại tiêu thiên trong lòng trước mặt hai cái này ra màu lục gia hòa khẳng định là không có hảo ý chỉ sợ vụng trộm lập mưu cái gì chờ một chút tiêu thiên bừng tỉnh đại ngộ hung giữ chừng mắt cái kia hai cái u minh vị diện đến du phương cùng du bản nghĩa hắn giống như biết đối phương kế hoạch đối diện đồng dạng là vị trí cao quy tắc kim quang bao phủ du phương cùng du bản nghĩa nhìn thấy tiêu thiên quả nhiên là tự ăn ác quả vị trí cao quy tắc phát hiện mang đi hai mặt nhìn nhau nhịn không được cười ra tiếng chỉ là cười cười không rõ vì cái gì không rét mà run cảm giác mình lưng phát lạnh lại hướng phía bên kia nhìn lại liền phát hiện cái kia tiêu thiên ánh mắt cổ quái nhìn lấy mình hai người cảm giác thật hiện giống như hai người mình đem đối phương thế nào, giống như bọn hắn hai cái là đại ác nhân. Hãm hại một cái lương gia nữ tử đồng dạng, cái quỷ gì? Đây là cảm giác gì, tiêu lang quân? Nơi xa, nguyên bản đã lui lại tử nhược yên. Phát hiện cái kia kim quang lại là mang theo tiêu thiên sông lên không trung Vội vàng chính là muốn sông tới, không chỉ có là nàng. Bên cạnh lạc nữ ái phản ứng càng là kịch liệt toàn thân thánh ma diễm bạo phát chính là muốn xông tới bá ngay tại hai người mới vừa bắn vọt ra ngoài cái khác ba tên nữ đế cũng phải đuổi ra ngoài thời điểm là huyền thân hình bỗng nhiên hiển hiện không thể là huyền vội vàng ngăn lại lo lắng nữ đế nhóm thuyết phục lên tiếng mang đi đại nhân là trí cao quy tắc hóa thành kim quang hiển nhiên là nhận ra đại nhân thân phận tại khu trục hắn rời đi tàng linh vị diện cái kia hai cái u minh phủ ra hỏa cũng là phát hiện cũng không phải là đại nhân đối thủ. Cố ý hiển lộ ra tự thân chấp trưởng chi cảnh cùng vũ trụ chi cảnh khí tức. Để trí cao quy tắc dẫn bọn hắn rời đi, hiện. Tại các ngươi tùy tiện tiếp xúc trí cao quy tắc nói, sợ rằng sẽ bị chém giết với. Lại hiện tại đại nhân, chỉ sợ không tiện xuất thủ, là. Huyền nói, vang vọng tại đất trời bốn phía giữa, không chỉ có là đang cùng nữ đế giải thích cũng là đang cùng xung quanh đám người giải thích tránh cho bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ mà hắn cũng không phải là rất lo lắng tiêu thiên an nguy vẻn vẹn từ tiêu thiên đụng vào cái kia trí cao quy tắc kim quang tay chỉ là bắn ra lông tóc không thương tình huống đến xem vị này tồn tại chỉ sợ so với chính mình trong tưởng, tượng còn phải biến thái nhiều trí cao quy tắc đều không gây thương tổn la huyền thậm chí suy đoán tiêu thiên lúc này đều ẩn nhẫn không động thủ, chỉ sợ không phải không có cách. Mà là tự thân thực lực quá mạnh, phía trên. Còn bị trí cao quy tắc bao phủ du phương cùng du bản nghĩa, con ngươi hơi co váo. Hướng phía cái kia la huyền phương hướng nhìn sang, ngươi. Làm sao có thể có thể biết những này? Hộ vệ kia du bản nghĩa, cũng nhịn không được la lên, đây tàng linh vị diện. Bây giờ tầng thứ suy nhược đến nước này, làm sao có thể có thể biết những cảnh giới này tin tức? Trường 1004, hơi buông ra ra tay chân. La Huyền nói, để tử nhược yên đám người cảm xúc ổn định không ít bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cái kia màu vàng cột sáng rơi xuống, để cho người ta quá lạ lẫm, không biết là thứ gì. Không rõ nội tình, đối với không biết đồ vật. Cuối cùng sẽ bản năng có chút sợ hãi, trí cao quy tắc rơi xuống màu vàng cột sáng quá mức dọa người bên trong chất chứa uy năng càng mạnh mẽ hơn rất không ít người tu vi không đủ vẻn vẹn ánh mắt chỗ đến liền bị màu vàng cột sáng bộc lộ trí cao khí tức tổn thương mà cái kia trí cao quy tắc hóa thành màu vàng trong cột sáng du phương còn có du bản nghĩa đang cố gắng chống cự trí cao quy tắc rơi xuống tổn thương quy tắc chi lực rơi vào trên người đau đớn không thôi đồng thời còn có thể cảm nhận được có lạc ấn tại hình thành tiếp nhận đau đớn du phương trao mày, hướng phía tiêu thiên phương hướng nhìn qua. Muốn nhìn một chút đối phương tiếp nhận trí cao quy tắc thống khổ biểu lộ, trí cao quy tắc khu. Trục thời điểm, thực lực đối phương càng mạnh, hàng lâm quy tắc chi lực. Cũng tương tự sẽ càng cường đại, vẻn vẹn từ đối phương trên thân tràn ngập kim quang. Cũng có thể thấy được đến đúng mới vừa tới ngọn nguồn. Nghĩ như vậy thời điểm, du phương bị trước mắt một màn cho làm kém chút không có bất tỉnh đi, phía trước, khủng bố kim quang như là thác nước nước chảy đồng dạng. Không bao giờ có biết không khả quan hư không bên trong. Không ngừng chảy mà ra, giống như là ánh vàng rực rỡ trường hà cuồn cuộn mà đến. Không ngừng gột rửa lấy Tiêu Thiên thân thể, so sánh với đâu, hắn Du Phương còn có bên cạnh Du. Bản nghĩa trên thân bất quá là màu vàng cột sáng rơi xuống, mông lung. Hơi mỏng một tầng thôi, bọn hắn tiếp nhận trí cao quy tắc Cùng Tiêu Thiên so sánh dưới bất quá là chín châu mất sợi lông, coi như như thế. Bọn hắn cũng chịu đựng hết sức thống khổ, lại nhìn cái kia Tiêu Thiên, vậy mà dễ dàng. Ngược lại một bộ hiếu kỳ bộ dáng, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn trái phải nhìn, còn có. Đối phương song thủ dính vào cùng nhau làm ra nâng nước tư thái là có ý gì, đây là muốn làm gì? Rất nhanh bọn hắn liền biết, chỉ thấy đối diện Tiêu Thiên vậy mà lấy tay nâng lên rơi xuống màu vàng quy tắc dòng nước sau đó uống một ngụm, tựa hồ phát giác được tiêu thiên đây không phù hợp quy củ cách làm bị hắn uống vào miệng bên trong trí cao quy tắc lại chạy trốn ăn ngon a à, bên này tiêu thiên thì là hai mắt tỏa ánh sáng đầy trí cao quy tắc hóa thành dòng sông màu vàng óng giống như là quỳnh tương ngọc dịch với lại phi thường có lực đạo tại mình miệng bên trong trái đột phải sông nghĩ đến thoát đi tiêu thiên vội vàng dùng xong thủ che mình miệng nhưng vẫn là không ngừng có một chút quy tắc chi lực từ giữa ngón tay phun ra, một màn này. Trực tiếp đem đối diện du phương còn có du bản nghĩa thấy choáng mắt. Cái quỷ gì tình huống, vì cái gì đối phương còn có thể đem trí cao quy tắc hóa thành kim hà cho. Ăn hết a à, đó là có thể ăn đồ vật sao, mà liền tại bọn hắn hoảng hốt thời điểm. Trí cao quy tắc khu trục bọn hắn tốc độ, rõ ràng bắt đầu tăng nhanh, tại trước mắt bao người bọn hắn sắp rời đi lưu sơn phủ khu vực mà vừa lúc này. Bị màu vàng trường hà tắm rửa tiêu thiên. Ánh mắt bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn sang, xú. Lão đầu, nơi này giải quyết tốt hậu quả sự tình, liền giao cho ngươi, theo. Tiêu thiên tiếng nói vừa ra, toàn bộ thân ảnh cũng là bị màu vàng trường hà mang đi. Biến mất tại đám người trước mặt mà đổi thành một bên du phương cùng du bản nghĩa cũng đồng dạng là bị màu vàng cột sáng cho mang đi biến mất không thấy gì nữa giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng tựa hồ tất cả đều khôi phục bình tĩnh chỉ là còn có không ít trong lòng người hiếu kỳ tiêu thiên trước khi rời đi nói là có ý gì liền không thể cho ta một điểm mặt mũi sao trước công chúng như vậy gọi ta một đạo không ít người quen thuộc âm thanh đột ngột vang lên bên kia nơi xa trên tường thành còn hỗ trợ nhìn chằm chằm liên hạo hoàng đạo tôn. Cũng là mãnh liệt đứng dậy, tiết hắn còn có lưu mẫn sinh, cũng là bỗng nhiên quay đầu. Hướng phía bên cạnh thân bỗng nhiên xuất hiện người nhìn lại. Hậu phương, còn chủ trì trận pháp tử Việt Phong. Cũng là trường lớn lấy hai mắt, nhuyễn hội tổng bộ bên trong. Cái kia trận pháp hình thành màn che hình ảnh trước đó, từng cái lưu sơn phủ bách tính. Đều không chịu được đứng dậy, người đến chính là đương kim thái thượng hoàng đình chi chủ, nhân hoàng, tử cực vô địch lại tới đây tử. Cực vô địch ngẩng đầu nhìn trên không biến mất tiêu thiên. Ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức chi sắc, mười phần hoài niệm, ngươi tại sao trở lại? Bên cạnh tiết hán nhìn tử cực vô địch, không chịu được hỏi ra âm thanh đến, phải biết. Tử cực vô địch trên thân trách nhiệm rất nặng, chấn thủ vị diện chiến trường, lúc này. Thế mà chạy về đến. Đây hùng hai tử ở chỗ này còn có tất yếu chấn thủ cái gì vị diện chiến trường. Tử cực vô địch chỉ vào tiêu thiên biến mất phương hướng, cười nhạo lên tiếng, đồng thời. Hắn ánh mắt hướng phía huyết hổ thần đế phương hướng nhìn lại, ngươi cứ nói đi. Huyết hổ thần đế nhìn về phía tử cực vô địch, chắp tay trước ngực, đại nhân tại. Vạn sự không việc gì, nhìn thấy không, đường đường huyết hổ thần đế đều nói như vậy. Tử cực vô địch run lên lông mày, sau đó ánh mắt lại là nhất chuyển, bên kia chính là liễu vô song mà nhìn thấy tử cực vô địch nhìn về phía mình liễu vô song sắc mặt cũng là mười phần khó coi thể nội còn sót lại lực lượng ẩn ẩn bắn ra chuẩn bị thoát đi liễu vô song ngươi thật là khiến người ta thất vọng a à. tử cực vô địch nhìn qua trước mặt liễu vô song chậm rãi mở miệng đối mặt tử cực vô địch nói liễu vô song không có lên tiếng âm thanh chỉ là nghĩ thế nào mới có thể đào tẩu tử cực vô địch đồng dạng là chân thần chi cảnh với lại liễu vô song phi thường rõ ràng nếu quả thật cùng tử cực vô địch giao thủ nói mình tuyệt đối không phải hắn đối thủ nên làm thế nào cho phải cùng lúc đó liễu vô song cùng tử cực vô địch bên này rằng có thời điểm vị diện lẫn nhau giữa vô gian tinh không bên trong tỏa ra kim quang trí cao quy tắc mang theo du phương cùng du bản nghĩa thân hình hiện lên đi ra mà ra đổi thành một bên màu vàng trường hà đồng dạng là lôi cuốn lấy tiêu thiên thân hình đi tới mảnh này trong hư vô lúc này tiêu thiên quay đầu liền có thể rõ ràng nhìn thấy dưới mắt tàng linh vị diện đến cùng là một cái tình huống như thế nào phát ra đây ánh sáng nhạt bọt khí phiêu phù ở mảnh này vô gian tinh không bên trong chỉ là cái này bọt khí phi thường kỳ lạ hiện ra một cái hồ lô hình chỉ là nửa bộ phận trên phi thường nhỏ so sánh nửa phần dưới đến nói, lộ ra 10 phần dị dạng mà cái này cùng loại với hồ lô bọt khí. Chính là vô tận tàng linh vị diện, tàng linh vị diện bên cạnh đồng dạng sát bên một cái bọt. Khí, đồng thời bày biện ra một cái bao khảm nạm tư thái, chính là cổ hoa vị diện, một bên khác. Thì là có một cái càng lớn bọt khí cùng tàng linh vị diện liên tiếp. Chính là bây giờ tàng võ vị diện, nơi xa du phương còn có du bản nghĩa xa xa nhìn bị lôi ra ngoài tiêu thiên vậy mà vẫn như cũ lông tóc không thương hiếu kỳ nhìn bốn phía khoảng lông mày không khỏi đập mạnh còn tốt bọn hắn phản ứng kịp thời cấp tốc bạo phát khí tức dẫn động trí cao quy tắc hàng lâm bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào chỉ là nghĩ nghĩ đến bọn hắn chợt phát hiện cách đó không xa tiêu thiên bỗng nhiên thu hồi hiếu kỳ dò xét xung quanh ánh mắt ngược lại hướng phía bọn hắn vị trí nhìn lại không rõ vì cái gì Hai người vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, trong lòng hiện ra một tia không ổn cảm giác. Chương 1005, ăn không được còn có ôm lấy đi. Mặc dù bị Tiêu Thiên nhìn, trong lòng vô ý thức có chút bối rối. Nhưng rất nhanh Du Phương liền tỉnh táo lại, có cái gì tốt hoàng. Bọn hắn một cái vị trí cao quy tắc bao phủ khu trục trạng thái phía dưới, mà đối diện Tiêu Thiên. Cứ việc cường biến thái, thế mà đi ăn trí cao quy tắc cuối cùng cũng là bị quy tắc chi lực lôi cuốn lấy rời đi sắp khu trục trở về hắn chỗ vị diện lẫn nhau giữa thời gian rất lâu chỉ sợ cũng không biết chạm mặt đồng thời lấy đối phương dạng này thực lực bọn hắn nhưng chưa bao giờ nghe qua hắn danh khí hiển nhiên là cách bọn họ bên này phi thường xa xôi đợi đến trí cao quy tắc đem hắn khu trục sau khi trở về bọn hắn u minh vị diện hoàn toàn có thời gian lại điều động người tới đem cái này tàng linh vị diện bắt lại dù sao bây giờ tàng linh vị diện tình huống đặc thù đơn giản đó là một đầu đại phì dê bọn hắn chưa từng thấy qua cái dạng gì vị diện chiến tranh sẽ kéo dài lâu như vậy thời gian chậm chạp không có phân ra đến thắng bại đồng thời vẫn là ba cái vị diện hỗn tập cùng một chỗ tình huống bọn hắn u minh vị diện vẫn là phát hiện tinh không vị diện nhúng tay bên này tình huống mới quan sát được nơi này tình hình tinh không vị diện tham dự tàng võ bên kia vị diện như vậy bọn hắn u minh vị diện tự nhiên là muốn lấy tàng linh hoặc là cổ hoa hai cái này vị diện tới tay đương nhiên bọn hắn u minh vị diện xuất thủ không có hảo tâm như vậy mà là khai thác tu hú chiếm tổ chim khách phương án bớt quá tại cái này tàng linh vị diện bên trong chỉ sợ là cất giấu không nhỏ bí mật a à. lúc này du phương trong lòng cũng là suy nghĩ đứng lên nghĩ đến lúc trước bỗng nhiên xuất hiện la huyền còn có đối phương trong miệng ngôn ngữ nguyên bản bọn hắn u minh vị diện bình phán phía dưới cho rằng tàng linh vị diện chỉ là tương đối nhỏ yếu vị diện đối với ngoại giới còn có chỉnh thể tình huống biết có hạn có ai nghĩ được đến lại là xuất hiện một cái tiêu thiên dạng này cường giả khủng bố còn chưa tính còn nhiều đi ra một cái không biết tên lão đầu tựa hồ biết rất nhiều nhìn cái dạng này, tinh không vị diện nhúng tay bên này tình huống, cũng không phải là tùy ý mà làm. Chỉ sợ vụng trộm là phát hiện thứ gì, mới có thể như thế. Trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại là xuất hiện bực này tình hình, du. Phương nội tâm bên trong cũng là cảm khái vạn phần, suy nghĩ trong quá trình. Dư quang liếc về bên cạnh du bản nghĩa, đầy thoáng nhìn. Liền phát hiện du bản nghĩa đang dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt hướng phía chính mình sở tại phương hướng nhìn qua tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật du phương cau mày lại là chuyện gì xảy ra để cho mình hộ vệ lộ ra dạng này biểu lộ đến dù sao du bản nghĩa không chỉ là mình hộ vệ đồng dạng con tính là mình bà con xa hậu bối thiên phú không tồi bồi dưỡng cho tới bây giờ cảnh giới về sau một mực đi theo tại hắn bên người cũng coi là tâm phúc đối với du bản nghĩa hắn rất coi trọng, cũng biết hắn tính tình. Nếu không phải là có thiên đại sự tình, tuyệt đối sẽ không lộ ra dạng này biểu lộ đến, theo sát lấy. Du phương mình biến cũng rất giống đã nhận ra không thích hợp địa phương, trí cao quy tắc hàng. Lâm, hóa thành cột sáng kéo lấy bọn hắn. Muốn khu trục hồi u minh vị diện, tốc độ cũng không tính chậm. Nhưng vì cái gì bốn phía cảnh tượng tựa như là ngưng lại, vị diện giữa vô gian tinh không cũng không phải là không có vật gì cũng không phải hắc ám tĩnh mịch mà là sẽ có rất nhiều hiểm cảnh cùng kỳ cảnh những này hiểm cảnh cùng kỳ cảnh hình thành đều là tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong vị diện chiến tranh mở ra về sau lẫn nhau giữa chém giết quá trình bên trong một chút vị diện bị đánh phá sau hình thành đương nhiên cũng có không ít địa phương bản thân liền là vô gian tinh không đản sinh mà thành đồng dạng còn có rất nhiều kỳ quan hiền Hiện dù là lẫn nhau giữa khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng lấy bọn hắn dạng này cảnh giới. Đến nói nói, còn có thể nhìn thấy, với tư cách quan sát và tham chiếu, càng huống hồ. Gần nhất không phải liền là có tàng linh. Tàng võ cùng cổ hoa ba cái đan sen vị diện với tư cách vật tham chiếu sao. Khu trục bọn hắn trí cao quy tắc lực lượng hóa thành màu vàng cột sáng. Lôi kéo bọn hắn tiến lên bước đi, thế mà dừng lại, lại như thế nào khả năng đâu, lúc này. Du Phương không chịu được nghiêng đầu lại. Hướng phía bên cạnh Phương hướng nhìn sang, ánh mắt nhắm thẳng vào chính là lúc trước Du Bàn. Nghĩa nhìn qua địa phương, đợi đến hắn thấy rõ ràng về sau. Cả người giật mình, bị màu vàng trường hà tắm rửa tiêu thiên. Giờ phút này đang tại đưa tay kéo túm cái kia màu vàng trường hà. Đồng thời còn tại không ngừng xoa nắn thành màu vàng hình cầu. Đồng thời điên cuồng hướng mình miệng bên trong nhét, một bên nhét một bên nhấm nuốt trên mặt còn lộ ra thỏa mãn biểu lộ không chỉ có như thế trên người đối phương bắn ra khí tức càng ngày càng kinh khủng vị diện lẫn nhau giữa vô gian tinh không hỗn độn khí tức đều đang không ngừng vỡ nát hỗn độn khí tức bị chấn nát còn chưa tính thậm chí bao phủ ở trên người hắn chí cao quy tắc chi lực đồng dạng đang không ngừng bị chấn vỡ nát cũng chính bởi vì tiêu thiên trên thân khủng bố uy áp bạo phát vặn vẹo lên bốn phía không gian tính cả trên người bọn họ kim quang cũng là bị lôi kéo đi qua, với lại. Đỉnh đầu bọn họ phía trên lộ ra trí cao quy tắc chi lực lỗ hổng bên trong. Chảy ra đến trí cao quy tắc chi lực cũng không ngừng bị túm đi qua. Cũng chính là dạng này nguyên nhân, để nguyên bản trục xuất bọn hắn trí cao quy tắc chi lực. Triệt để không có lực lượng, đây, đây, giờ khắc này, du phương toàn thân trên dưới đều đang phát run, đánh lấy run dày đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy tất cả, lúc trước tại tàng linh vị diện bên trong. Tiêu thiên biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng, liền đã rung động thật sâu hắn tâm linh, chỉ là hắn thật không nghĩ tới. Đến cái này vô gian tinh không bên trong, tình huống vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn phải đáng sợ nhiều, vẻn vẹn là đối phương. Hiện tại bắn ra khí tức dẫn động bốn phía vô gian tinh không biến hóa. Du phương phảng phất là minh bạch cái gì, không? Sai, hắn lúc trước tại cái kia tàng linh vị diện bên trong căn bản là vô dụng toàn. Lực, không, chuẩn xác nói không phải không dùng toàn lực. Mà là căn bản cũng không dám sử dụng toàn lực A, vẹn. Vẹn là hắn trên người bây giờ phát ra ba động, ảnh hưởng bốn phía không gian tình huống. Nếu là thật sự để hắn tại tàng linh vị diện bên trong động thủ nói. Chỉ sợ toàn bộ tàng linh vị diện đều muốn sụp đổ A, vì cái gì? Đây tàng linh vị diện bên trong, đến cùng là vì cái gì sẽ xuất hiện dạng này một tôn khủng bố quái vật du. Phương trong lòng đang gầm thét lấy, nuốt nước bọt hướng phía phía trước nhìn qua. Nhìn chằm chằm Tiêu Thiên chỗ phương hướng không thả, chỉ thấy đối phương không ngừng dây dưa. Chí cao quy tắc chi lực, cái kia màu vàng trường hà đều sắp bị hắn nhổ sạch sẽ tại hắn trong. Mắt chí cao quy tắc chi lực khủng bố như vậy lực lượng tại đối phương trong tay giống như là lưu động đường bị đối phương xoa nắn lấy ném vào miệng bên trong với lại không phải mỗi lần đều ném vào trong miệng còn có rất nhiều đều là bị đối phương nhào nặn về sau không rõ bỏ vào cái gì không gian chúng khá lắm đem trí cao quy tắc xem như ăn coi như xong còn chịu không nổi rầm 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 lúc này vô gian trong tinh không lại lần nữa phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ không ít người nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua Phát hiện rõ ràng là một con mắt nổi lên, quan sát mảnh này vô gian tinh không? Chương 1006, sụp đổ vương tọa. Chí cao quy tắc lực lượng hóa thành đồng tử màu vàng. Phảng phất là che đậy phía trên toàn bộ vô gian tinh không khu vực, du phương còn có du bản. Nghĩa, vẻn vẹn ngẩng đầu hướng phía cặp mắt kia nhìn qua thời điểm, liền đã toàn thân run rẩy, nội tâm chỗ sâu tràn đầy e ngại mà dạng này cảm xúc đó là phát ra từ tại bản năng phát ra từ vào trong tâm không có cách đây chính là trí cao quy tắc coi như đến bọn hắn dạng này cảnh giới cũng không có cách nào ngăn cản trí cao quy tắc tồn tại duy trì lấy vị diện chiến tranh tiến triển đồng thời vị diện chiến tranh thắng bại dẫn đến thiên địa quà tặng cũng đều bắt nguồn từ trước mặt trí cao quy tắc nếu là ở quá khứ có người nói cho bọn hắn có tồn tại có thể cứng rắn trí cao quy tắc đồng thời còn đem quy tắc chi lực xem như đường đồng dạng ném vào miệng bên trong khi ăn bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng cái này người quả thực là điên mất rồi làm sao có thể có thể có dạng này sự tình nhưng dưới mắt bọn hắn thấy tận mắt đây hết thảy cũng chính là dạng này kinh khủng tồn tại nuốt ăn trí cao quy tắc chi lực từ đó làm cho vô gian tinh không nổi lên trí cao quy tắc hiển hóa đôi mắt tình hình như thế bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Du Phương cùng Du Bản Nghĩa không hẹn mà cùng đem mình ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiêu Thiên chính là cái này Nam Nhân thành công để trí cao quy tắc hiển hóa ra đôi mắt tới đối phó hắn giờ khắc này Du Phương cùng Du Bản Nghĩa trong lòng đều vô cùng mong mỏi đây hiển hiện ra trí cao quy tắc chi lực có thể đem cái này khủng bố Nam Nhân bắt lại dù sao nếu là trí cao quy tắc lực lượng đều cầm cái này nam nhân không có cách nào nói. Bọn hắn hai cái chỉ sợ là hung đa cắt thiếu, chờ một chút ý. Nghĩ này nổi lên về sau, Du Phương trong lòng sợ hãi cả kinh. Phảng phất là đã nhận ra cái gì khủng bố sự thật, mình vừa rồi trong đầu nổi lên thứ gì đến ta. Vậy mà đang vừa rồi cho rằng trí cao quy tắc, cũng có thể bắt không được tới này cái nam nhân sao? Chính ta vậy mà lại có dạng này ý nghĩ, buồn cười, thật sự là buồn cười a, à, ha 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 làm sao có thể có thể nha đây chính là trí cao quy tắc hiện tại đây trí cao quy tắc chi lực đều cụ hiện hóa ra quy tắc chi đồng nam nhân này làm sao có thể có thể đỡ nổi ngăn không được tuyệt đối là ngăn không được du phương nội tâm bên trong không ngừng lẩm bẩm mà chính hắn chỉ sợ đều không có phát hiện hắn mười phần khẩn trương song thủ đều đã không tự chủ được siết chặt rất hiển nhiên ngay cả chính hắn ở sâu trong nội tâm đều có một loại không thể tưởng tượng nổi suy đoán, cho dù là trí cao quy tắc hiển hóa ra đây. Quy tắc chi đồng, cũng không có cách nào cầm xuống nam nhân này, bên này. Tiêu thiên đang bận thuộc ra chế quy tắc chi lực hóa thành bánh kẹo. Trí cao quy tắc chi lực hiển hóa ra cái kia con ngươi về sau, sinh ra khí tức ba động. Cũng hấp dẫn hắn lực chú ý, hắn ngẩng đầu hướng phía phía trên nhìn sang hơi nhíu cao mày về sau, lại lại lần nữa hướng, phía bên cạnh du phương còn có du bản nghĩa. Nhìn sang, ánh mắt hung giữ chừng đối phương hai mắt tiêu thiên lãnh đạm nói. Ta quả nhiên suy đoán không sai, hai người các ngươi quả nhiên là tâm tư thâm trầm. Bố cục lớn, làm cho người không thể tưởng tượng a à, vốn. Là hẳn là nghĩ ra được, liền các ngươi đây xanh mơn mởn bộ dáng. Còn có u minh chi danh xưng hào, hiển nhiên cũng không phải là loại lương thiện, thật sự là đáng sợ a à, mượn đau giết người loại này mưu kế đều bị các ngươi thi triển như thế lô hỏa thuần thanh sao tiêu thiên nói rõ ràng truyền tới du phương còn có du bản nghĩa trong tay hai người nghe được lời nói này cả người biểu lộ đều cứng ngắc ở cái gì đồ chơi có ý tứ gì đối phương đây là đang nói cái gì quỷ đồ vật a à, rõ ràng đối phương giống như nói đều là tiếng người thế nhưng là vì cái gì bọn hắn hai cái là một câu đều nghe không hiểu Trang, liền tiếp tục giả bộ a à, tiêu thiên cười lạnh một tiếng về sau. Quay đầu lại lần nữa hướng, phía trên không phương hướng nhìn qua. Chờ ta xử lý xong bên này sự tình, lại đến giải quyết các ngươi vấn đề, nương. Theo lấy tiêu thiên ánh mắt rời quay tới. Du phương cùng du bản nghĩa vừa rồi loại kia bị bóp chặt yết hầu cảm giác. Triệt để biến mất, đồng thời hai người cũng là mê mang quay đầu hướng phía trên không phương hướng nhìn sang, muốn nhìn một chút trí cao quy tắc chi lực. Đến cùng là như thế nào đối phó trước mặt nam nhân, liền tại bọn hắn nghĩ đến thời điểm. Trí cao quy tắc chi lực đã xuất thủ, cái kia ngưng tụ mà thành đồng tử màu vàng bên trong. Lập tức là bắn ra một đạo quang trụ, thẳng tắp hướng phía tiêu thiên phương hướng oanh kích tới. Tốc độ rất nhanh, khi bên trong chất chứa uy năng cũng là cực kỳ đáng sợ, vẻn vẹn cột sáng rơi xuống trong quá trình. Vô gian tinh không không gian bối cảnh, cũng đã là băng liệt mà mở, mà quy tắc chi lực kim quang. Thì là gia thuận những này vết dạn phân bố ra ngoài. Xa xa nhìn lại giống như là màu vàng lôi đình tại vỡ ra. Hướng phía bốn phía khuếch tán ra, bất quá. Những này trí cao quy tắc chi lực hóa thành kim quang thâm nhập vào cái kia vết nứt về sau nguyên bản băng liệt mà mở khe hở không gian, cũng là cấp tốc khôi phục lại, rất hiển nhiên. Những này tiêu tán mà mở màu vàng trí cao quy tắc chi lực. Rõ ràng điền vào mới vừa rồi bị hắn oanh mở không gian, mà phía dưới tiêu thiên. Thì là ngước đầu nhìn lên rơi vào xuống tới kim quang, có chút hít hai mắt. Tiêu thiên có chút hít vào một hơi. Bốn phía hỗn độn khí tức tựa hồ đều bị hắn nuốt vào trong bụng, đồng thời thân thể cường độ, cũng bắt đầu hơi giải khai một chút theo những này hạn chế mở ra. Bốn phía không gian cũng đồng dạng bắt đầu vỡ nát sụp đổ, không ngừng tới lui, trí. Cao quy tắc chi lực nhìn qua đích xác là rất dọa người. Tiêu thiên lẩm bẩm lên tiếng về sau, nắm lấy một cái về sau. Thì triển ra bây giờ tự thân một phần hai mươi lực lượng, phán quan chỉ tiêu thiên một chỉ điểm. Ra, đúng lúc là cùng rơi xuống kim quang đụng vào nhau, âm ti phán quan định sinh tử tiêu thiên bây giờ chính là phải dùng một chỉ này phán một phán đây trí cao quy tắc oanh kịch liệt tiếng nổ trong nháy mắt là bộc phát ra kim quang cùng tiêu thiên đầu ngón tay va chạm trong nháy mắt lập tức là bạo liệt mà mở hóa thành vô số màu vàng lưu quang đạn hướng bốn phía đem lờ mờ vô gian tinh không xé rách mà đến từ tiêu thiên một chỉ này lực đạo cũng là ngang qua mà ra hướng phía trên không thẳng tắp sung phong liều chết tới lực đạo cực kỳ đáng sợ, nương theo lấy lực lượng bạo phát. Cái kia phóng tới trên không kim quang không ngừng bạo liệt mà mở, không biết có phải hay không? Là ảo giác bên cạnh du phương cùng du bản nghĩa. Tự hồ thấy được cái kia đồng tử màu vàng hơi co rút lại một chút, xoẹt, sau một khác. Tại hai người kinh hãi ánh mắt bên trong, chờ mắt nhìn cái kia xuyên qua kim quang lực lượng. Trực tiếp đem cái kia hiển hóa mà mở đồng tử màu vàng nổ vỡ nát, cái kia con ngươi nổ tung mà mở không gian phía sau có cao thượng màu vàng vương tọa ngồi ngay thẳng một cái mông lung hư ảo thân ảnh hắn tựa hồ tại bưng bít lấy mắt trái bi thống kêu thảm không chỉ có như thế hắn vương tọa tại sụp đổ vỡ vụt đối phương tựa hồ rất bối rối không ngừng huy động tay để cái kia kim quang khí tức đem tất cả che lấp biến mất không thấy gì nữa vô gian tinh không lại lần nữa khôi phục nguyên bản tư thái chỉ có cái kia bốn phía còn sót lại màu vàng trí cao quy tắc chi lực. Còn tại tán loạn, du phương cùng du bản nghĩa cái chán chảy ra mồ hôi. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bọn hắn, giống như chứng kiến cái gì khó lường đồ vật. Trường 1007, đoạt nhầm người A. Du phương cùng du bản nghĩa cũng không nghĩ tới. Tiêu thiên cùng trí cao quy tắc chi lực xung đột. Lại là sẽ lấy dạng này kết cục kết thúc công việc với lại bắt đầu tiêu thiên động thủ thời điểm, đánh nát trí cao quy tắc chi lực. Hiển lộ ra một góc của băng sơn, cái kia cao lớn vương tọa. Thụ thương bóng người vàng óng lại là cái gì, chẳng lẽ nói tại cái này trí cao quy tắc đang sau còn có người đang thao túng không thành, du phương cùng du bản nghĩa đó là càng nghĩ càng. Sợ hãi, nội tâm bàng hoàng, toàn thân trên dưới đều có chút cho phép chết lặng, chờ một chút to như hạt đậu mồ hôi từ du phương cái chán thẩm thấu ra dưới mắt trí cao quy tắc chi lực hiền hóa ra đồng bị đánh tan hậu phương hiển lộ vương tọa thân ảnh cũng bị thua đem vô gian tinh không lần nữa khôi phục bình thường che lấp mình thân hình tình huống đã rất rõ cái kia trí cao quy tắc đại biểu ý chí rõ ràng tại e ngại nam nhân kia đang trốn tránh nếu không che lấp cái gì tiếp tục đánh a à, hiện tại ngược lại là tốt trí cao quy tắc không tiếp tục đánh với lại khu trục tiến trình cũng kết thúc giờ khác này du phương có chút tuyệt vọng đã bắt đầu khu trục bọn hắn trở về quê quán vị diện liền một hơi khu trục đến cùng a à, nửa đường bên trên không làm đem bọn hắn lắc tại nơi này lại là cái gì đạo lý thật có ý tứ trốn còn rất nhanh tiêu thiên thu tay lại chật chật lên tiếng lúc trước cái kia hiển lộ ra thân ảnh tiêu thiên tự nhiên là thấy rõ ràng cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái chẳng lẽ nói cái này trí cao quy tắc cùng tàng linh vị diện bên này thế giới đồng dạng ý chí chuyển thế hóa thành nhân hình vẫn là nói tại đây trí cao quy tắc đằng sau bản thân là có phía sau màn hắc thủ tiêu thiên bên này nghĩ ngợi trong tay bên cạnh cũng là không ngừng trái ôm phải vuốt đem những cái kia tan ra bốn phía màu vàng trí cao quy tắc chi lực thu nạp nhào nặn thành đoàn thu nhặt tốt cái đồ chơi này là đồ tốt mùi vị không tệ nuốt ăn về sau còn có thể đề thăng thực lực mình tăng cường cường độ thân thể thư thư phục phục đến hắn hiện tại tình huống này còn muốn đề thăng cường độ thân thể độ khó là phi thường lớn tàng linh vị diện tài nguyên cùng hoàn cảnh có hạn nếu là hắn không quan tâm chỉ sợ tàng linh đều muốn bị hắn hút khô bực này tình hình đương nhiên là tiêu thiên không nguyện ý nhìn thấy dưới mắt đây trí cao quy tắc chi lực đối với mình chỗ tốt như vậy nhiều còn không có cái gì gánh vác không nắm chặt thời gian thu thập nhiều một điểm còn phải đợi tới khi nào một bên khác du phương còn có du bản nghĩa nhìn thấy tiêu thiên chuyên tâm thu thập bốn phía quy tắc chi lực cũng không có đem ánh mắt cùng lực chú ý đặt ở trên người bọn họ liếc nhìn nhau về sau đã minh bạch lẫn nhau ý tứ sau đó hai người là bất động thanh xác quanh thân hơi buông lỏng đứng lên đợi đến triệt để buông lỏng về sau liền có thể cảm nhận được bốn phía hỗn độn khí tức đã lưu chuyển lên lôi cuốn lấy bọn hắn thân thể bắt đầu hướng phía sau lưu động đi qua bọn hắn chỉ dám dùng dạng này biện pháp khống chế mình rời đi vùng này lo lắng chốc lát vận dụng linh khí nói đối phương cảm giác được chỉ sợ duy nhất thoát đi cơ hội liền muốn bị mất liền tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí thời điểm bị hỗn độn khí tức mang theo bay xa về sau tiêu thiên đều còn không có đuổi theo tâm thần mới là buông lỏng không ít hỗn độn khí tức lưu chuyển tốc độ thật nhanh không bao lâu công phu liền đã bị mang theo rất xa vị trí thậm chí đối phương thân hình đều nhìn không thấy phiêu tán tại bốn phía giữa không trung màu vàng trí cao quy tắc chi lực cũng không thấy tung tích tình hình như vậy để bọn hắn buông lỏng rất rất nhiều toàn thân đều sốc không ít may mắn đối phương là bị càng thêm hấp dẫn người đồ vật mang đi lực chú ý không phải bọn hắn lần này thật hung đa các thiếu tin tưởng trôi xa như vậy khoảng cách đối phương muốn đuổi kịp tìm tới bọn hắn hẳn là không có cách nào làm đến dù sao vô gian tinh không bên trong khí tức hỗn loạn hỗn độn khí tức lưu chuyển phía dưới để loại này hỗn loạn hỗn loạn khó mà cảm giác được bốn phía khí cơ cũng chính là dạng này đặc thù tình huống để vô gian tinh không tinh đồ phi thường đắt đỏ chỉ vì tại đây vô gian trong tinh không hành tẩu không có chuẩn xác tinh đồ rất dễ dàng mất phương hướng không tìm chuẩn đường đi ở phương nào cũng không biết trở về nhà đường bất quá vô gian trong tinh không tinh đồ cũng không có như vậy kỹ càng tỉ như hiện tại du phương còn có du bản nghĩa liền không phân biệt được mình bây giờ địa phương nào chỉ có thể biết một thứ đại khái phương vị chỉ có chở mình tung bay sau một khoảng thời gian tìm tới vật tham chiếu về sau mới có thể phân biệt đường xá đại nhân vừa rồi người kia đến cùng là tình huống như thế nào tỉnh táo lại hồi lâu du bản nghĩa lúc này mới chậm rãi lên tiếng mở miệng hướng phía bên cạnh Du Phương nhỏ giọng hỏi thăm, mặc dù đã khoảng cách xa như vậy. Nhưng Du Bản Nghĩa vẫn là vô ý thức đè ép cuống họng, không rõ vì cái gì. Cho dù là khoảng cách xa như vậy khoảng cách, Du Bản Nghĩa vẫn là lo lắng sẽ bị đối phương nghe, đối diện Du Phương chậm rãi lắc đầu. Trong mắt còn lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, không có cách. Lúc trước tiêu thiên cho hắn cảm giác áp bách thật sự là quá lớn cho tới bây giờ xong thủ còn tại phát run, với lại, du bản nghĩa vấn đề này. Hắn làm sao có thể có thể trả lời đi ra? Hắn đó là đánh vỡ đầu, đều suy nghĩ không ra nam nhân này đến cùng là một cái dạng gì địa vị. Tóm lại, lần này kế hoạch xem như triệt để thất bại. Du phương nơi này thở dài, không được lắc đầu, thở dài về sau. Bên tai cũng là truyền đến trả lời, kế hoặc thất bại là tất nhiên, trong bóng tối nhằm vào người khác, tính kế người khác hành vi. Bản thân liền là cực kỳ ác liệt âm. Thanh có thể thấy rõ ràng, nhưng Du Phương lại nghe lấy lại quen thuộc vừa xa lạ, đồng thời. Trước mắt Du Bản Nghĩa có thể căn bản không há mồm. Mình bả vai, cũng rất giống là bị cái gì người nắm ở đồng dạng, lọc cọc. Nuốt, ngụm nước bọt, Du Phương cứng ngắc xoay đầu lại mà cái kia để linh hồn hắn đều run rẩy nam nhân khuôn mặt gần trong gang tấc, hay a. À. Trước mắt đột ngột nổi lên khuôn mặt đem Du Phương dọa cho phát sợ. Không chịu được là thét lên lên tiếng đến, trước mặt bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt. Vẫn là để hắn lo lắng hãi hùng nam nhân kia, có thể không giật mình, gần như là khi nhìn đến gương mặt này thời điểm. Du Phương đã là vô ý thức điều động thể nội linh khí. Hướng phía trước mặt Tiêu Thiên vô bắt đi qua, màu lục bảo khí tức nổi lên. Thâm nhập vào Tiêu Thiên thể nội, Phảng Phất là muốn đem trong cơ thể hắn đồ vật lôi ra ngoài đồng dạng, chỉ là đợi đến hành động này mới vừa sinh ra thời điểm. Dù phương trước mắt cảnh sắc liền đã phát sinh cải biến, đại đạo tại hắn trước mặt nổi lên đại. Đạo chi lực đây cũng là bọn hắn U Minh tộc năng lực một trong, cướp đoạt đối phương vị cách. Cướp đi người khác đại đạo chi lực ngưng tụ thành u minh đạo hoàn cho dù là vị diện khác biệt người làm theo là có thể cướp đi chỉ là như vậy bí thuật muốn tu hành mà thành phi thường gian nan cũng chỉ có bọn hắn nhất tộc bên trong vương tộc hơn nữa là đỉnh tiêm thiên tài thế hệ mới có thể tu hành thành công đồng thời tu hành sau khi thành công tộc bên trong địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên không thể so sánh nổi du phương đã là như thế Chương 1008, đến cùng là làm thế nào sống sót a? Kỳ thực, giống bọn hắn u minh tộc năng lực, càng giống là một loại nhìn trộm một dạng xâm nhập, có thể thông qua muốn cướp đoạt người. Quan sát được đối phương thuộc về vị diện tầng thứ, hiển hóa ra đối phương vị diện quy tắc chi lực, không chỉ có thể phát giác được đối phương vị, diện cường độ cũng có thể nhìn trộm ra đối phương năng lực. Đồng thời tại cái kia lít nhà lít nhít quy tắc chi lực bên trong, tìm kiếm được đối phương tu hành con đường từ đó đánh cắp lúc trước đại chiến thời điểm liên hạo đám người nuốt viên đan dược đó là bọn hắn u minh tộc bào chế đi ra u minh đạo hoàn u minh đạo hoàn bên trong phong tồn đó là người bên cạnh năng lực người khác đại đạo cùng vị cách nuốt ăn về sau tự nhiên có thể thay vào đó có được phong tồn cảnh giới thậm chí một chút vừa xứng người nuốt ăn hai cái u minh đạo hoàn về sau có thể đồng thời khống chế hai cái vị cách lực lượng, đương nhiên. Như thế để thăng năng lực thuận tiện mau lẹ, lại không có nghĩa là không có cái gì tác dụng phụ, lợi dụng u minh đạo hoàn đề thăng thực lực. Về sau, tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng, chính là cảnh giới sẽ định hình cố hóa. Không còn tăng lên, cả đời này trung thân đều chỉ có thể dừng lại tại vị nghiên cứu thần minh. Cảnh giới không có cơ hội hướng phía cao hơn tầng thứ tiến lên nhìn thấy đỉnh phong phía trên cái kia không giống nhau phong cảnh, nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, không nhìn thấy đỉnh phong phía trên phong cảnh cũng không trọng yếu, nhiều khi dựa vào bọn hắn tự thân năng lực tu hành, chỉ sợ còn tới không được cấp độ này, u minh tộc cái này đặc thù năng lực. Để Du Phương thi triển về sau, nhìn về phía Tiêu Thiên thời điểm, bốn phía cảnh sắc đã biến hóa, lờ mờ tinh không phía trên. Tại một viên màu xanh thảm tinh cầu phía trên, Tiêu Thiên thân hình cùng đối diện Du Phương là xa xa đối lập đây. Chính là cái này nam nhân Quê quán. Du Phương nhìn cách đó không xa Úy Lam tinh cầu. Con người bắt đầu chảy ra máu tươi đến, hắn nhìn thấy cái gì, không chỉ có là hắn. Tiêu Thiên cũng phát hiện bốn phía cảnh sắc biến hóa, có chút giật mình, hắn quay đầu nhìn qua. Đồng dạng là phát hiện cái kia Úy Lam tinh cầu Quê quán, chỉ là lần này nhìn thấy đồ vật có chút không giống nhau lắm úy lam tinh cầu bốn phía hắc ám tinh không bên trong có từng cái mông lung hư ảnh tựa như là gãy mất ngọc đài lang kiều cầu gãy nơi xa tựa như là kết nối lấy hư không bên kia có thanh đồng cửa lớn kim long quấn không quanh thiên chi cao trụ lại có vẻ rách nát không chịu nổi xuống dốc vết tích tiêu thiên lại nhìn kỹ một chút cảm giác nơi xa không chung cái kia gãy mất lang kiều ở xa giống như có mông lung hư ảo lụi bại môn hộ như ẩn như hiện trên mặt đất giống như có vỡ vụn bảng số phòng rách nát trên tấm bảng tự cũng đi theo vỡ vụn cái chữ kia tựa như là cái nam tiêu thiên bên này lẩm bẩm có chút không quá xác định mình tại quê quán thời điểm tinh không phía trên có loại vật này sao mà ở đối diện hắn du phương thì là đã triệt để ngớ ngẩn toàn thân run cùng cái sàng đồng dạng cái gì đây là vật gì a à? du phương cảm giác mình trái tim đã muốn ngưng đập mình cướp đoạt qua không ít người vị cách đại đạo chi lực thậm chí quê hương mình một chút phản nghịch người cũng là bị hắn như thế trừng phạt qua vị diện cường độ đích xác có chỗ khác biệt đại đạo chi lực số lượng khác biệt đại đạo cường độ cũng có chỗ khác biệt giống một chút nhỏ yếu vị diện hiển hiện ra đại đạo chi lực xa xa nhìn qua bất quá là rộng chừng một ngón tay thôi, mà bọn hắn u minh vị diện đại đạo chi lực. Thì là có cổ tay rộng, rõ ràng phải cường đại nhiều, đồng thời bọn hắn u minh vị diện đại đạo. Chi lực số lượng cũng không ít. Khoảng chừng 21,000 đại đạo chi lực, nhưng trước mắt này cái nam nhân quê quán đâu, đại đạo chi. Lực cách rất xa, cho dù là cách những này khoảng cách những cái được gọi là đại đạo chi lực. Đều trọn vẹn là có một con sông một dạng rộng lớn một con sông rộng đại đạo chi lực a so sánh dưới bọn hắn u minh vị diện đại đạo chi lực tính là cái gì rác rưởi đồ chơi với lại đại đạo chi lực cường hoành đến nước này còn chưa tính vì cái gì những này đại đạo chi lực số lượng lít nha lít nhít hắn trong lúc nhất thời đếm đều giống như không thể đếm hết được đồng thời hắn không có cách nào nhìn thẳng những này đại đạo chi lực chẳng qua là sơ lược đảo qua đi về sau suy đoán những này đại đạo chi lực chỉ sợ có Mấy chục vạn chi cực, cái này nam nhân quê quán. Vậy mà khủng bố đến dạng này tình trạng sao, như vậy? Bọn hắn vị diện người đến cùng là làm thế nào sống sót, khủng bố như thế đại đạo chi lực. Như thế biêu hãn số lượng, khủng bố như vậy quy tắc dưới áp lực. Đến cùng là sao có thể còn sống sót, nơi đó người mỗi thời mỗi khắc sống sót. Chỉ sợ đều muốn tiếp nhận vô cùng kinh khủng áp lực, du phương sợ hãi lấy toàn thân trên dưới không ngừng hiện ra vết rách vỡ vụn khe hở bên trong không ngừng có màu lục bảo quang mang chiếu rọi mà ra bốn phía cảnh sắc lại lần nữa biến hóa bọn hắn ánh mắt một lần nữa trở lại vô gian tinh không bên trong lúc này du phương toàn thân trên dưới đã sụp ra hắn khuôn mặt bên trong vô cùng sợ hãi xin hỏi ngài quê quán đại đạo chi lực đến cùng bao nhiêu ít Du Phương Gian Nan mở miệng, hỏi thăm lên tiếng, bên cạnh Du Bản nghĩa. Đã là bị Du Phương trạng thái dọa cho choáng váng, Tiêu Thiên bỗng nhiên xuất hiện để Du Phương. Vô ý thức sử dụng chủng tộc Thiên Phú thần thông, kết quả lại trở thành cái dạng này, vẻn vẹn thi triển ra cướp đoạt kỹ nghệ. Thất bại về sau liền phải chết, nói như vậy. Chẳng phải là nói Du Phương chỉ là liếc nhìn đối phương quê quán đại đạo chi lực. Liền biến thành trước mắt bực này bộ dáng phản phệ nghiêm trọng như vậy sao nghĩ đến thời điểm dù bản nghĩa bỗng nhiên cảm giác tình huống không thích hợp nhịn không được cúi đầu hướng phía trên người mình nhìn qua con ngươi co vào trên người mình cũng đồng dạng là nổi lên vết rách đến tại dần dần vỡ nát ra đây là cái gì tình huống dù bản nghĩa mộng hắn còn cái gì đều không làm đâu vì cái gì thân thể sẽ sụp ra đâu cách đó không xa du phương cũng là phát hiện du bản nghĩa thân thể vỡ nát tựa hồ hiểu ra tới phản phệ nghĩ đến cũng là a à, khủng bố như vậy thế giới vẻn vẹn không cẩn thận nhìn trộm một chút liền sẽ lọt vào phản kích vị cường giả này có thể hay không xem ở chúng ta sắp chết mức cáo chi một hai để cho ta cái chết rõ ràng du phương mở miệng thỉnh cầu tiêu thiên nhìn qua trước mặt du phương thỉnh cầu tiêu thiên không có lên tiếng sau đó là nhẹ nhàng lắc đầu các ngươi tính kế quá nhiều mưu đồ đây hết thảy chính là vì dẫn ta đi ra sau đó dẫn động trí cao quy tắc chi lực muốn để ta cưỡng ép xuất thủ sụp đổ toàn bộ tàng linh vị diện hại ta bực này thiện lương người làm ra đại ác sự tình ngươi đây là bức lương làm ác du phương cùng du bản nghĩa chấm hỏi cái gì bức lương làm ác cái gì tính kế cái gì cố ý dẫn động trí cao quy tắc hại ngươi, chúng ta rõ ràng là nhìn thấy ngươi về sau. Muốn chạy trốn a à, hai người quả thực là khóc không ra nước mắt. Hận không thể nói cho tiêu thiên chân tướng, kết quả hai người vừa mới chuẩn bị mở miệng thời. Điểm, trước mặt tiêu thiên bỗng nhiên là lắc đầu. Thể nội khí tức trong nháy mắt là bắn ra đến, hai người mới vừa mở miệng muốn nói nói. Liền bị gắng gượng cho nén trở về, giảng không ra. Chương 1009, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Giờ phút này, cho bọn hắn cảm giác giống như là trong cổ họng bị thứ gì cho gắt gao tắt lại đồng dạng, nửa phần lời nói đều giảng không ra, không có cách. Vẻn vẹn là trước mặt cái này nam nhân trên thân phát ra khí tức toát ra tới uy áp, liền đầy đủ để cho người ta trong lòng run sợ, chớ đừng nói chi là đến từ đối phương áp lực chấn nhiếp trên người mình thời điểm, muốn mở miệng nói chuyện, làm sao có thể có thể, muốn. Biết chân tướng, bên này, tiêu thiên nhìn trước mắt du phương còn có du bản nghĩ ánh mắt bên. Trong, toát ra vô cùng khát vọng biểu lộ, hơi nhíu mày. Tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì, cũng chính là tại du phương còn có du bản nghĩa cái kia chờ mong. Ánh mắt bên trong, tiêu thiên lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ đẹp du. Phương cùng du bản nghĩa. Chấm, đến từ tiêu thiên đây vô cùng đơn giản trả lời lại là đem du phương còn có du bản nghĩa cho nghẹn muốn chết hai người bản thân liền một cái sắp chết trạng thái phía dưới kết quả bị như vậy một mạch trên thân băng liệt tốc độ ngược lại là nhanh hơn trước khi chết du phương chừng mắt hai mắt nhìn qua trước mặt tiêu thiên từ cường đại như vậy thế giới đến tồn tại đến cùng là đến cỡ nào ngây thơ a à? chẳng lẽ thân là cường già tôn nghiêm cũng không có sao liền tại bọn hắn chừng lớn lấy hai mắt không thể nào hiểu được tiêu thiên hành vi thời điểm bọn hắn thân thể cũng là tại tùy theo vỡ vụn mà mở thời khắc hấp hối du phương ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tiêu thiên trong đầu vẫn là hiện ra vừa rồi sử dụng thiên phú thần thông thời điểm nhìn thấy cái kia cảnh tượng không rõ vì cái gì hắn luôn cảm giác mình vừa rồi vô ý thức sử dụng thiên phú thần thông chỉ sợ còn biết tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng nhưng tất cả những thứ này đã cùng hắn không có quan hệ gì thật sự là một cái vô cùng hùng vĩ thế giới a à, mà dạng này tồn tại lại là lấy cái dạng gì biện pháp đi tới nơi này bên cạnh đâu hắn đến lại là vì cái gì đâu giống như biết chân tướng a nương theo lấy du phương cuối cùng một cái ý niệm trong đầu nổi lên hắn thân hình cũng là triệt để sụp đổ tiêu tán tại cái này vô gian tinh không bên trong đứng lặng tại mảnh này hắc ám bên trong tiêu thiên chắp hai tay sau lưng đánh giá trước mặt hai cái thân ảnh hóa thành cho bụi ân tiêu thiên lúc này bỗng nhiên là cảm giác được cái gì quay đầu hướng về một phương hướng nhìn đi qua giờ khác này tiêu thiên đây vô gian trong tinh không thân thể hạn chế là giải khai rất nhiều cứ việc phát sinh động tĩnh địa phương cách hắn chỗ còn cách một đoạn bất quá vẫn như cũ là để hắn rõ ràng cảm giác ánh mắt chỗ đến mà có thể nhìn thấy cái kia vô gian tinh không nơi xa đồng dạng là lơ lửng một cái bong bóng hiển nhiên đó là một cái vị diện thở sâu về sau tiêu thiên lập tức là bắn ra tốc độ hướng phía cái hướng kia sung thứ quá khứ muốn xem cái rõ ràng chỉ là đợi đến hắn lại tới gần một điểm thời điểm phía trước bỗng nhiên bắn ra động tĩnh đã để hắn dừng bước nơi xa cái kia lóe ra màu lục bảo quang mang vị diện. Vẻn vẹn từ vị diện kia toát ra tới khí tức liền có thể cảm giác được. Hiển nhiên đó là u minh vị diện nhưng lúc này. Cái kia u minh vị diện phía trên vô gian tinh không tựa như là bị thứ gì xé mở một dạng. Có cái gì tại từ cái kia vết nứt gạt ra, đợi đến một cái hư ảnh từ bên trong gạt ra về sau. Tiêu thiên lại cẩn thận nhìn chăm chú đi qua sau, không chịu được chừng lớn hai mắt. Không thể tin, một người. Đơn giản đến nói, nhìn qua giống như là một cái mặc lấy thời cổ áo giáp binh sĩ, nhưng tên lính. Này cũng không có từ cái kia vết nứt bên trong gạt ra. Chỉ là hơi nhô ra một điểm thân hình, sau một khắc lại là có nguy nga hư ảnh. Từ hắn trên thân hiển hiện ra, khổng lồ thân ảnh trong tay cầm một thanh hư ảo trường thương. Trợn mắt nhìn phía dưới, hung hăng đâm tới, không rõ vì cái gì, tiêu thiên bên tai cũng là truyền đến một tiếng uy nghiêm âm điệu, dòm chi tội, phái thiên binh phạt nương. Theo lấy âm thanh rơi xuống, cái kia hư ảnh trường thương chính là âm vang rơi xuống. Điểm chúng cái kia phía dưới u minh vị diện, bị trường thương đâm bên trong u minh vị diện cũng. Không có hủy diệt, cũng không có cái gì sinh linh tử vong, tiêu thiên ánh mát. Động nhược hư cốc, xem thấu cái kia bọt khí bên trong tình hình, cũng không có người vô tội. Chết đi, ngược lại là toàn bộ U Minh vị diện khí tức đang không ngừng suy yếu. Với lại, Tiêu Thiên nếu là không có nhìn lầm nói. Cái kia U Minh vị diện bên trong đại đạo chi lực. Tựa hồ tại liên tiếp không ngừng đứt đoạn, đứt gãy đại đạo chi lực cũng theo thanh trường. Thương kia bị kéo quăng lên đến, tựa hồ muốn bị thu hồi vết nứt ầm ầm, nguy nga tiếng nổ đột nhiên nổi lên. Lại là có chí cao quy tắc Hàng Lâm chỉ là lần này hiển hiện ra lại là màu bạc màu bạc trí cao quy tắc hiển hiện về sau đó là hóa thành tay hướng phía thanh trường thương kia bắt tới muốn đem thân thương bẻ gãy bắt hồi cái kia đại đạo đứt gãy sợi tơ cũng không biết vì cái gì tiêu thiên ma xui quỷ khiến rút ra một sợi tóc hướng phía phía trước vung lên sợi tóc phiêu động tại đây hỗn độn trong hơi thở cuốn lên xung quanh khí cơ màu đen sợi tóc hóa thành vặn vẹo vòng xoáy Đợi đến cái này vạn vẹo màu đen giãn ra mà ra. Liền hóa thành đeo mặt nạ hóa thân, Tiêu Thiên hóa thân tốc độ cũng rất nhanh. Xé rách không gian xông về phía trước, hóa thân bắn ra tốc độ. Không ngừng dẫn bạo lấy bốn phía hỗn độn khí tức. Rất nhanh chính là đã tới cái kia màu bạc bàn tay lớn cùng hư ảo thân ảnh giao chiến chi. Địa Tiêu Thiên hóa thân đến chiến trường thời điểm, vô luận là cái kia hư ảo thân ảnh vẫn là cái kia màu bạc bàn tay lớn đều đã nhận ra hắn tồn tại, rời chuyển mắt ánh sáng. Hiển nhiên đều chú ý tới cái này khách không mời mà đến, xé nát vết nứt phía sau. Cái kia hất lên màu trắng áo giáp bóng người xung quanh. Vết nứt đã bắt đầu khôi phục, hắn nhìn đột ngột xuất hiện thân ảnh. Bỗng nhiên con ngươi co vào, đơn giản là. Trên người đối phương bao phủ trường bào màu đen phía sau, có tự, một màn này. Trêu đến bóng người kia vội vàng gào thét tại hạ tuần giới thiên binh thái tử lượng. Xin hỏi đại nhân danh hào, quen thuộc ngôn ngữ, để tiêu thiên hóa thân cùng bản tôn. Đều là con ngươi có co vào, tiêu thiên hóa thân cũng là vội vàng mở miệng, lấy đồng dạng ngữ điệu. La lên, đại nhân không dám tương xứng. Tại hạ hồ tỉnh ba thành phố Dương Quang Tiểu khu môn vệ đại gia tử cực vô địch tuần. Giới thiên binh thái tử lượng. Mới, chương 1010, đường về tiêu thiên trả lời quỷ dị để đây tuần giới thiên binh thái tử lượng nghe đầy trong đầu dấu hỏi câu trả lời này là cái quỷ gì không phải người của mình bên kia tiêu thiên thấy người thiên binh kia biểu lộ không chịu được nhíu chặt lông mày từ đối phương trang phục còn có trả lời đến xem tiêu thiên vốn cho rằng đối phương là người một nhà dù sao đây người trên thân có một loại quen thuộc cảm giác kết quả mình chỉ là đem quá khứ tử cực vô địch ở quê hương thời điểm. Bên ngoài thân phận nói cho đối phương biết, nhưng không có phản ứng gì, nhìn thấy đối phương thần tình kia. Căn bản là một bộ không thể nào hiểu được bộ dáng, một bên khác. Tuần Giới Thiên binh thái tử lượng lắc đầu. Mặc dù không biết cái này mang theo mặt nạ người trả lời chính mình nói chuyện. Tại sao phải hồ ngôn loạn ngữ, nhưng từ đối phương trên thân hắn vẫn như cũ là có thể cảm giác được quen thuộc khí tức mặc. Dù không rõ ngươi vì cái gì lưu lạc nơi đây, bất quá ta lần theo khí tức vượt giới mà đến. Chính là chỗ này có người nhìn trộm chúng ta thứ nguyên vị diện hạch tâm tổ địa trường. Chị trở xuống, rời đi trước, nếu là có vấn đề gì. Đợi đến ngươi tìm kiếm về nhà đường lại nói, vượt. Giới ta một giới nho nhỏ thiên binh, chỉ có thể hình chiếu mà đến. Không làm được quá nhiều sự tình, theo cái này gọi là thái tử lượng tuần giới thiên binh, thanh âm đàm thoại âm càng ngày càng yếu. Hắn hình chiếu thân hình cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, mà liền tại cái này mấu chốt nhất thời. Điểm, trong tay hắn bỗng nhiên thêm ra một mai lệnh bài. Từ cái kia vết nứt một bên khác ném mạnh mà đến, thái tử lượng cử động. Trêu đến cái kia màu bạc chi thủ cũng có động tác, bành trướng mở rộng đứng lên. Bành trướng đứng lên màu bạc cự thủ hướng phía thái tử lượng ném mạnh mà đến lệnh bài vô bắt mà đến bất quá lệnh bài bay ra về sau toàn thân đều phảng phất là bị nóng rực liệt diễm quấn quanh lấy tựa như liệt diễm lưu tinh từ đằng xa bay tới rơi đập đông trí cao quy tắc hóa thành màu bạc cự thủ cùng lệnh bài kia dây dưa muốn ngăn cản chỉ tiếc cái kia quấn quanh lấy lệnh bài liệt diễm uy năng khủng bố cưỡng ép đánh xuyên cự thủ lòng bàn tay bất quá đánh xuyên qua lòng bàn tay lệnh bài cũng không có hướng phía mặt nạ hóa thân tiêu thiên bay tới ngược lại là vượt qua hắn thân hình hướng phía càng xa xôi bản tôn đi qua xa xa nhìn ra xa tiêu thiên bản tôn nhìn bay tới lệnh bài nhìn thấy phía trên kia chất chứa uy năng liệt diễm hơi cau mày hắn vừa rồi xem như nhìn rất rõ ràng lệnh bài này uy lực cũng không nhỏ không có nhìn thấy cái kia trí cao quy tắc hóa thành màu bạc chi thủ, đều bị lệnh bài này dễ như trở bàn tay đánh xuyên qua lòng bàn tay sao, chỉ là. Đợi đến cái này quấn quanh lấy hỏa diễm lệnh bài, bay đến trước mặt mình về sau. Tốc độ lại im bặt mà dừng, giống như là cảm ứng được mình đồng dạng. Nguyên bản phía trên thiêu đốt lên liệt diễm cũng là đột nhiên dập tát. Giống như chưa bao giờ nhóm lửa qua, tiêu thiên cẩn thận quan sát xuống trước mặt lơ lửng lệnh. Bài cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì, lại nhìn trên đó viết tự, đích xác là Hán tự. Đồng thời chỉ có hai cái, đường về, đây cũng là thứ gì? Tiêu Thiên cầm lệnh bài, một mặt hiếu kỳ, nhưng không rõ vì cái gì, Tiêu Thiên đem lệnh bài này cầm trong tay thời điểm. Không hiểu có một ít an tâm, ông nương theo lấy Tiêu Thiên thể nội linh khí. Hướng phía lệnh bài kia bên trong tràn vào đi qua, tại hắn giữa tầm mắt, Mông lung giữa giống như có thể nhìn thấy một đầu quỷ dị đường, con đường xuyên qua rất nhiều. Giới hạn giống như nhắm thẳng vào nơi xa chỗ, nơi xa cái kia vết nứt lỗ hổng. Đã dần dần muốn khép lại, mà Tuần Giới Thiên binh thái tử lượng nhìn thấy nơi xa Tiêu Thiên. Trong tay lệnh bài động tĩnh, liền biết là không nhìn lầm người, đích xác là người một nhà chờ. Người trở lại quê hương, đợi đến thái tử lượng tiếng nói vừa ra, hắn trước người vết nứt không gian cũng là hoàn toàn biến mất không thấy tiêu thiên nơi này chừng mắt nhìn sau đó là tướng lệnh bài thu nhập hệ thống không gian bên trong đồng thời quay đầu hướng phía phía trước lần nữa nhìn qua bên kia u minh vị diện đã là triệt để băng liệt mà mở hư ảo thương ảnh không rõ lúc nào đã ném mạnh mà ra đem cái kia to lớn vị diện triệt để xuyên qua nhất là tiêu thiên hóa thân gần trong gang tất càng là nhìn rõ sở Băng liệt u minh vị diện cũng không có sụp đổ. Nhìn qua cũng không có tạo thành to lớn gì tổn thương, thậm chí từ ở bề ngoài mặt đến xem. U minh vị diện toàn bộ bọt khí đều là bị đánh tan đồng dạng. Biến thành lít nhà lít nhít tiểu khí phao, dần dần khuếch tán mà đi, nơi xa. Cái kia màu bạc trí cao quy tắc cự thủ trong nháy mắt phân hóa mà ra. Hóa thành màu bạc xiềng xích bật lên mà ra muốn đem những cái kia bọt khí quấn tại cùng một chỗ, chỉ tiếc cái kia phá tán bọt khí. Mở rộng hướng bốn phía lực đạo xa xa so đây quy tắc chi lực tưởng tượng còn muốn lớn. Nhiều, xem ra vừa rồi cái kia tuần giới thiên binh cái gọi là Trừng trị, cũng không phải là vô tình hành hạ đến chết, đem đây U Minh vị diện sinh linh gạt bỏ mà, là vượt giới một kích đem đây toàn bộ vị diện đánh tan mở, đây U minh vị diện trong nháy mắt liền thành rất nhiều cỡ nhỏ vị diện tình. Cảnh như thế phía dưới, đầy u nhưng minh vị diện bên trong người muốn làm ác. Chỉ sợ là không thể nào, cao, thật sự là cao a à, tiêu. Thiên nhìn trước mắt đầy phiêu tán bọt khí, trong mắt tỏa ra tinh quang. Tựa như là tìm được cái gì khiếu môn đồng dạng, hắn vuốt ve mình cái cằm. Nếu là sau này mình đụng phải dạng này tình huống, không tốt vọng tạo sát nghiệt cũng có thể đem đối phương vị diện trực tiếp đánh thành dạng này đầy trời bọt biển, tựa hồ là. Phát giác mình động tác thành không có cố gắng. Cái kia màu bạc chí cao quy tắc chi lực cũng là dần dần tiêu tán mà ra. Không có lại cử động làm. Chương 1011 trở về nhà. Phía trước đeo mặt nạ Tiêu Thiên hóa thân, ở sang ngắm nhìn cái kia màu bạc trí cao quy tắc dần dần tiêu tán, lúc trước hắn còn tại cảnh Giác cái này màu bạc chí cao quy tắc có thể hay không ra tay với hắn chưa từng nghĩ đối phương trực tiếp tiêu tán tốc độ phi thường nhanh giống như đang sợ cái gì đồ vật đồng dạng màu bạc trí cao quy tắc nổ tung tiêu tán mà ra tiêu thiên hóa thân cũng là ầm ầm tiêu tán hóa thành một sợi tóc phiêu tán tại đây vô gian tinh không hắc ám bên trong thật sự là đáng tiếc còn muốn lấy thử một chút đây màu bạc trí cao quy tắc chi lực lại là cái gì hương vị chạy cũng quá nhanh một điểm a à, tiêu thiên một bên suy nghĩ một bên vứt trong tay lệnh bài nhìn nơi sa tản ra thành bong bóng u minh vị diện hắn cũng là nhẹ nhàng lắc đầu chỉ có thể nói tự gây nghiệt thì không thể sống u minh vị diện đem chú ý đánh tới trên người mình xem như sai lầm nhất quyết định với lại ai có thể nghĩ ra được thậm chí không cần tự mình ra tay liền có thể đem đây tai họa ngầm cho giải trừ rơi lơ lửng tại vô gian tinh không bên trong tiêu Thiên bỗng nhiên nghĩ lại, đây có tính không mình cũng có một cái siêu cấp cường lực hậu. Trường, hắn đều không động thủ, chỉ là đối phương dùng một loại quỷ dị năng lực tính kế mình. Liền dẫn động Thiên binh đến đây Trừng trị. Thần thoại bên trong Thiên binh hiện thân. Cho Tiêu Thiên đồng dạng mang đến cực lớn rung động với lại. Thần là Thiên binh thực lực cực kỳ cường ngạnh, mượn nhờ hóa thân cảm ứng đến xem một cây sợi tóc hóa thân chỉ sợ hoàn toàn không phải là đối thủ tối thiểu đến một giọt máu ân ngay tại tiêu thiên nghĩ như vậy thời điểm bỗng nhiên cảm giác được cái gì cúi đầu hướng phía trong tay lệnh bài phương hướng nhìn sang bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được mình bắt cái lệnh bài này thời điểm thể nội linh khi bắt đầu tự mình vận chuyển không chuẩn xác nói không phải cái gì vận chuyển mà là tiến hành một cái điều trị, lúc trước tiêu thiên cũng không có cái gì hệ thống tính tu. Luyện, hoàn toàn là mình làm bừa làm càn rỡ, tương đương với ỷ vào mình đối với thân thể khống. Chế tinh chuẩn năng lực cưỡng ép tu hành, nhưng dưới mắt cái lệnh bài này phát ra khí tức. Lại là đưa cho mình một cái hoàn chỉnh tu hành đường đi. Đồng thời trợ giúp hắn trải vuốt thể nội tình huống. Cũng hiện không phải là cái lệnh bài này bên trong chất chứa lực lượng đến cỡ nào cao minh có thể ảnh hưởng tiêu thiên thân thể mà là lệnh bài cho nhắc nhở để thân thể tự nhiên mà vậy dựa theo cái phương hướng này đi đi cơ hồ là ngắn ngủi này thôi gian bên trong tiêu thiên thực lực liền đã tăng vọt chừng một thành không nghĩ tới a à, lệnh bài này còn có bực này tác dụng đến cùng là đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng chồng đi lên cho trợ giúp cứ như vậy đại tiêu thiên nắm vuốt trong tay lệnh bài chăm chú nhìn trong miệng chật chật có tiếng hắn không nghĩ tới bây giờ lúc này còn có thể đề thăng mình thực lực với lại hắn càng thêm có thể cảm nhận được thể nội lực lượng đang tại không ngừng lên cao cứ việc tốc độ là càng ngày càng chậm có thể trợ giúp vô cùng lớn lại đem chơi hạ lệnh bài về sau tiêu thiên đem thu vào trong lòng đồng thời quay đầu lần nữa nhìn về phía cái kia giải rác u minh vị diện nghĩ nghĩ về sau hắn hít sâu một hơi hô tiêu thiên hơi thở trong miệng phun ra mới vừa hút vào hỗn độn khí tức cái kia hỗn độn khí tức cũng không có chất chứa cái gì khủng bố uy năng ngược lại giống như là cuồng phong thổi hướng về phía trước bị oanh tản ra u minh vị diện bọt khí lập tức là bị thổi tan mà ra hướng phía phía trước từng cái khác biệt phương hướng nhanh chóng lướt tới nhìn lẫn nhau giữa càng ngày càng xa bọt khí tiêu thiên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu như vậy U Minh vị diện sẽ lại cũng không có thành tựu, liền vừa rồi mình cái kia một hơi. Tối thiểu có thể thổi đây U Minh bên ngoài phiêu đãng mấy năm lâu đều không ngừng lẫn nhau. Giữa sẽ lại khó liên hệ về nhà. Tiêu Thiên cười cười, tìm đúng đường về phương hướng, quay đầu mà đi. Chương 1012, quá khứ tao ngộ. Tiêu Thiên phân rõ phương hướng về sau, lấy cực nhanh tốc độ đi tới, chỉ là chính hắn cũng không biết Tàng Linh vị diện chỗ ở đúng lúc là tại hắn vọt tới trước phương hướng mặt trái hắn chạy sai ngay tại tiêu thiên chạy nhầm phương hướng thời điểm giờ phút này tàng linh vị diện bên trong lưu sơn phủ hỗn loạn tràng cảnh đã bị triệt để giải quyết u minh vị diện du phương cùng du bàn nghĩa đầy phía sau màn hắc thủ không tại liễu vô song cũng không có sức tái chiến tăng thêm từ cực vô địch trở về tọa trấn động thủ cả đám các loại căn bản không có phản kháng chỗ trống nhuyễn hội tổng bộ bên trong Bách Tính cũng không có trực tiếp mang ra, mà là cả đám chờ đi đầu đi ra tuần sát bốn phía. Tránh cho Lưu Sơn phủ bên trong còn có cá lọt lưới, cùng lúc đó, Lưu Sơn phủ chủ phủ bên trong, Triệu Ngộ giờ phút này đầu đầy mồ hôi. Mười phần khẩn trương, dù sao nhân hoàng đích thân tới, áp lực vẫn là rất lớn. Chỉ bất quá từ cực vô địch đến đây, cũng chỉ là thông lệ hỏi thăm một chút tình huống xác định sự tình không sai giờ phút này lưu sơn phủ phủ nha bên trong xem như mười phần náo nhiệt rất nhiều người đều là tụ tập tại nơi đây duy nhất đặc thù địa phương chính là những cái kia đến từ tàng võ thần linh nhóm đã đổi lại mộc mạc trường báo tại cái kia quét sạch lấy vệ sinh xử lý xung quanh tình huống huyết hổ thần đế cùng võ viêm phá chờ khá mạnh tàng võ thần linh thì là đứng ở một bên nhìn ngươi cái biểu tình này, giống như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bên cạnh tuyết hán, nhìn thấy tử cực vô địch thần sắc như thường. Yên lặng nhìn trong tay văn thư. Không chịu được lên tiếng tử cực vô địch trong tay văn thư nội dung. Chủ yếu là triệu ngộ cung cấp lưu sơn phủ tình huống tường thuật tóm lược. Cùng những ngày qua kinh lịch vân vân. Trợ giúp hắn tìm hiểu tình huống, đang tại nhìn những nội dung này hắn, ngẩng đầu xem xét mắt trước mặt tiết hán sau đó là cười khẽ hai tiếng đây có cái gì tốt ngoài ý muốn ra hỏa kia có thể đi tới nơi này cái địa phương bản thân liền là nhất ngạc nhiên sự tình nếu không phải là hai tử này đạt được hắn chỉ điểm đem bát quái trưởng luyện tốt ngưng luyện ra dạng này võ đạo ý chí đều để người không thể tin được vốn cho rằng đời này đều không có khả năng nhìn thấy hắn nhắc tới lên tiếng, đề cập đến nơi này từ cực vô địch trong ánh mắt tràn đầy hồi ức thần sắc. Giống như tại hoài niệm lấy cái gì, bên cạnh súm lại người nghe từ cực vô địch nói. Biểu lộ khác nhau có chỗ khác biệt cho nên nói, ban đầu ngươi kỳ lạ gặp gỡ cùng hắn có quan hệ sao? Một bên khác Lưu Mẫn Sinh mở miệng, hướng phía từ cực vô địch hỏi, từ cực vô địch nhẹ nhàng gật đầu cũng không phủ nhận mà hắn nhìn trước mặt Lưu Mẫn Sinh biểu lộ lộ ra vẻ xấu hổ, muốn nói lại thôi, đi, đại khái đều đoán được ngươi muốn nói điều gì, đồ vật nghẹn trở về. Lưu Mẫn Sinh nhìn thấy Tử Cực vô địch biểu lộ tâm lý liền mười phần khó chịu, giả mồm cái gì đâu, hắn hiện tại không đều tốt bưng bưng sao? khiến cho cái biểu tình này, nghe được Lưu Mẫn Sinh nói, Tử Cực vô địch trên mặt cũng lộ ra nụ cười đến vẫn là mình quen thuộc gia hỏa kia a bớt quá ta còn thực sự là hết sức tò mò ban đầu ngươi đến cùng là gặp cái gì vì sao lại biết hắn a à? bên này lưu mẫn sinh lần nữa nhịn không được mở miệng nhìn tình huống này cũng không thích hợp a à? từ khi tức đến xem hắn quá trẻ tuổi mà ngươi đều là lão bất tử khi lưu mẫn sinh vấn đề hỏi ra về sau đám người đều nhao nhao hướng phía hắn phương hướng nhìn sang muốn từ đối phương trong miệng biết tình huống nhất là tử nhược yên lạc nữ ái các nàng càng là tại đám người tương đối bên ngoài địa phương nhìn chăm chú bên này phương hướng các nàng đối với tiêu thiên đồng dạng mười phần hiếu kỳ nhưng tuân theo tôn trọng thái độ cũng không có truy vấn ngọn nguồn dù sao lẫn nhau giữa trọng yếu nhất đó là tín nhiệm không phải sao các nàng cũng tin tưởng luôn có một ngày như vậy tiêu thiên là nói cho bọn hắn biết đương nhiên hiện tại có thể từ từ cực vô địch trong miệng biết một chút tình huống cũng là không thể tốt hơn tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau ban đầu ta bởi vì di tích dưới cơ duyên xảo hợp đã tới tiêu thiên tiểu tử này thế giới chỉ bất quá ta chỉ là linh hồn quá khứ chiếm cứ một cái vừa qua khỏi thế lão nhân thân thể miễn cưỡng ở bên kia sống tạm lấy cũng chính là như thế mới tại cái kia thời gian gặp tiêu thiên hai tử này nào đó một đoạn thời gian chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, cái kia lúc sau đã mưu phản mình sở thuộc tổ chức. Dù sao thu dưỡng hắn, nghĩa phụ cũng không có đem hắn xem như một người mà là xem như một đầu cắn người hung khuyển, xem như súc sinh. Giảng đến nơi này, tử cực vô địch song thủ không tự chủ được nắm chặt. Con người bên trong hiện ra một vòng hung mang cùng vẻ ngoan lệ, bởi vì thời gian tốc độ chảy khác biệt, hắn trở về đã mấy trăm vạn năm thời gian, nhưng cho dù là xa xưa như vậy thời gian. Bên kia kinh lịch vẫn như cũ khắc cốt minh tâm. Thật sâu lạc ấn tại linh hồn hắn bên trong, mỗi lần nhớ tới ban đầu biết sự tình. Liền sẽ tức giận lên đầu, đừng nói là hắn. Vẻn vẹn tại bên cạnh nghe đây giải rác vài câu tử nhược yên. Đã mặt như phủ băng, cái kia lạc nữ ái càng là khí tức bắt đầu không quá ổn định, trên thân thỉnh thoảng xuất hiện một chút ma viêm cho dù là long khâu bạch thanh đều đã không còn ăn cái gì không chút biểu tình khuôn mặt đã hiện ra phẫn nộ dĩ vãng đều mang nụ cười tô mộng ly càng là thu liễm ngày thường trò đùa thần sắc trang nghiêm không thôi đáng ghét cơ ngưng quang không chịu được gầm thét nàng trong mắt tiêu thiên đơn giản đó là hoàn mỹ hôn phu đại ngôn từ nàng tức thì bị đối phương chân thật lương thiện chỗ thật sâu hấp dẫn kết quả quá khứ hắn vậy mà tao ngộ dạng này bất công, năm tên nữ đế lúc này khí tức cũng bắt. Đầu dần dần trở nên nguy hiểm, lẫn nhau hô ứng phía dưới. Mảnh không gian này cũng bắt đầu hơi rung nhẹ đứng lên. Trường 1013, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bất quá là từ cực vô địch đơn giản miêu tả một cái quá khứ tiêu thiên tao ngộ. Liền đã để năm tên nữ đế cảm xúc bắt đầu kịch liệt ba động, vẻn vẹn là không gian xung quanh ba. Động vặn vẹo tình huống, liền đã có thể nhìn ra trong các nàng tâm phẫn nộ, không biết có phải hay không là trong nháy mắt này, lẫn nhau đồng tâm đồng cảm. Dẫn đến các nàng lẫn nhau giữa lực lượng hô ứng, có chặt chẽ liên hệ cái. Kia đều đã là quá khứ sự tình, hiện tại ta nhìn hai tử kia qua không phải thật tốt sao? Tử Cực vô địch nghiêng đầu lại, hướng phía tử Nhược Yên đám người nhìn sang, hắn lời nói bình tĩnh. Trong lời nói giống như ẩn chứa một loại lực lượng để cho người ta có thể thành thơi ngưng thần tại từ cực vô địch mở miệng về sau tử nhược yên đám người nội tâm lửa giận giống như là bị chậm rãi dập tắt đồng dạng hơi tỉnh táo chút tử nhược yên cũng là phát giác mình thất thố không có cách gặp tiêu thiên sự tình muốn để nàng giữ vững tỉnh táo không phải một kiện đơn giản sự tình ban đầu ngươi đạt được kỳ ngộ tiến đến bên kia thời điểm cũng hẳn là có chút tu vi đi chẳng lẽ liền không thể giúp đỡ chút sao? Bên cạnh Lưu Mẫn sinh nhịn không được nói. Trong lời nói tự hồ còn có chút oán trách từ cực vô địch cảm giác giống như tiêu thiên đã. Từng thời gian không dễ chịu đều là trước mặt từ cực vô địch tạo thành đồng dạng nhìn thấy. Trước mặt lão hữu nói còn có đối phương trên mặt biểu lộ. Từ cực vô địch cũng là giờ khóc giờ cười tiêu thiên hài từ này mị lực thật đúng là vô hạn a à. Đây nhiều năm lão hữu cũng bắt đầu hướng mình trở mặt còn không nói đạo lý nghĩ tới đây từ cực vô địch tức giận cho lưu mẫn sinh một quyền biểu lộ bất đắc dĩ mở miệng ngươi quên sao ta linh hồn bị giới hạn một cái lão giả trong thân thể căn bản không biện pháp động thủ ngươi là căn bản không rõ hài từ kia quê quán thế giới đến cùng đến cỡ nào khủng bố nếu không phải là có thế giới kia nguyên bản sinh linh thân thể bảo hộ ta linh hồn này sợ rằng sẽ trong nháy mắt diệt vong, các ngươi đều không gặp được ta, bởi vì hài tử kia quê quán, thuộc về một cái cường đại vị diện hạch tâm tổ địa. Thiên địa quy tắc mạnh mẽ, giống như một đạo đạo kiên cố xiềng xích. Để tổ địa sinh linh vô pháp tu hành, nhưng, cùng lúc đó, bên kia sinh linh chốc lát rời đi tổ địa nói. Liền sẽ biến thành cực kỳ khủng bố tồn tại chỉ là muốn rời đi tổ địa quá mức gian nan, cũng phải thua thiệt hài tử này thiên phú dị bẩm. Tại loại này quy tắc dưới áp lực đều có thể sơ khuy môn kính, nghĩ. Đến hắn đến, cùng chúng ta tàng linh vị diện cùng cái kia cường đại vị diện nguồn gốc. Có nhất định quan hệ từ cực vô địch lẩm bẩm trong đầu còn hiện ra mình tại địa cầu chết đi. Linh hồn rời đi tổ địa, rời đi cái kia ý lam tinh bóng tình hình, đó là địa cầu thần thoại bên trong, được người tôn xưng là đại thánh gia thân ảnh. Thổi nhẹ một hơi hộ tống mình trở về, dựa theo từ nơi sâu xa. Đối phương còn sót lại tại trong đầu hắn âm thanh, đã từng đây một vị thân ngoại hóa thân bên. Ngoài trinh chiến bị thương, hóa thân rơi xuống tàng linh vị diện tiền thân tàng linh đế. Quốc sáng lập ra dưới mắt vị diện. Tử cực vô địch suy đoán, tiêu thiên đến có thể hay không cũng có quan hệ, nghĩ tới đây tử cực vô địch nhịn không được mở miệng hướng phía trước mặt đám người hỏi các ngươi nhưng biết hai tử này là như thế nào đi tới nơi này bên cạnh tại hắn sau khi mở miệng ở đây không ít người đều nhao nhao ghé mắt hướng phía tử nhược yên phương hướng nhìn đi qua theo bọn hắn biết đây hết thầy khởi nguyên giống như đó là vị này nữ đế nhìn thấy đám người trông đi qua tử cực vô địch cũng đi theo hướng phía tử nhược yên nhìn đi qua từ triệu ngộ lúc trước đề cập nội dung đến xem, hắn đã biết trước mặt tử nhược yên cùng mình nguồn gốc, kỳ thực hắn cảnh. Giới này, cùng quá khứ kinh lịch, cơ hồ là một chút nhìn qua. Liền có thể biết đối phương cùng mình liên hệ, đồng thời. Hắn còn phát hiện vị này tôn nữ chỗ đặc thù, thế giới khí tức, nhìn thấy cái này chưa bao giờ. Thấy qua ra ra nhìn về phía mình, tử nhược yên châm trước một lát sau. Đem ban đầu đi qua tường thuật lại, chỉ là về sau cũng hỏi thăm qua phụ thân hắn chưa từng có lưu lại dạng này tù binh qua cũng không biết cái này phù lục vì sao lại tại kho tàng bên trong còn lưu lại dạng này tin tức chính là cái này phù lục đem hắn mang theo tới nghe tử nhược yên sau khi giải thích từ cực vô địch cũng là ngẫm nghĩ một lát sau nghĩ không ra lý do duy nhất phỏng đoán nói đó là đại thánh ông cháu ngộ không còn sót lại tại tàng linh vị diện lực lượng còn có thế giới này ý chí can thiệp để tiêu thiên đi tới bên này tất cả cơ duyên xảo hợp sáng tạo ra hiện tại càng tốt hơn cục diện cớ sao mà không làm đâu nói lên đến tiêu tiểu hữu thế giới quy tắc chi lực đến cùng khủng bố đến mức nào a à? để ngươi đề cập thời điểm trên mặt đều toát ra nghĩ mà sợ biểu lộ bên cạnh tiết hán nhớ tới vừa rồi từ cực vô địch thần xác nhịn không được nhắc tới đứng lên từ cực vô địch nghe được tiết hán nói sừng sốt một chút biểu lộ phức tạp đứng lên bờ môi lẩm bẩm không biết nên làm sao lên tiếng bên cạnh cả đám các loại nhìn thấy từ cực vô địch thần sắc trong mắt rất kinh ngạc bao quát bị chói chói quỳ gối bên cạnh liễu vô song hắn lỗ tai cũng không nhịn được dựng thẳng lên đến muốn biết chân tướng đầu tiên hai bên quy tắc chi lực cường độ liền không giống nhau đánh cái so sánh chúng ta tàng linh vị diện đại đạo chi lực cường độ là như thế này tử cực vô địch cân nhắc một chút. Nhẹ nhàng quẹt cho một phát dây, linh khí cấu tạo đường cong, giống như sợi tóc tiếp. Xuống đó là hai tử kia thế giới, đại đạo quy tắc chi lực cường độ. Theo tử cực vô địch mở miệng, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, rầm rầm. Linh khí giống như là sụp đổ đằng dòng sông, hướng phía nơi xa cuồn cuộn mà đi. Đám người sửng sốt một chút, nhìn về phía cái kia lúc trước linh khí sợi tơ vừa nhìn về phía cái kia sụp đổ đằng rộng lớn dòng sông đều là mặt mũi tràn đầy dấu hỏi nhìn qua từ cực vô địch bọn hắn ánh mắt biểu đạt ý tứ hết sức rõ ràng người xác định không phải đang nói đùa sao đây là cái gì quỷ so sánh không khỏi cũng quá khoa trương một điểm a à, dù cho là trầm ổn tiết hán đều là bị dọa đến vẻ mặt nhăn nhó đứng lên nghiêm túc nhìn về phía từ cực vô địch từ cực vô địch cũng đồng dạng vẻ mặt thành thật nhìn Tiết Hán, nhẹ gật đầu, biểu thị mình không có tính sai, biết từ cực vô địch tính cách Tiết. Hán, run dày mở miệng lần nữa hỏi, như vậy. Quy tắc chi lực số lượng đâu, tử. Cực vô địch thở dài, nhìn trước mặt Tiết Hán, ngươi cho rằng quy tắc chi lực số lượng. Ta có thể đếm rõ ràng sao, lấy lúc ấy ta rời đi thời điểm, thuận tiện nhìn lại một chút. Tối thiểu là hơn 10 vạn trở lên, oanh, tử. Cực vô địch nói, giống như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Nổ vang khắp nơi nơi trốn có người trong đầu, bọn hắn nhao nhao là nhìn cái kia sụp đổ đằng rong. Sông linh khí, trong đầu chỉ có tử cực vô địch cái kia hơn 10 vạn trở lên chữ, khủng bố như vậy. Đại đạo chi lực còn hơn 10 vạn nói, Tiêu Thiên lại là dạng này một cái thế giới bên dưới sinh. Linh, như vậy, hắn đến cùng đến đến cỡ nào khủng bố mới đúng? Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Chương 1014, vì cái gì vẫn chưa trở lại? tiêu thiên lấy đi phân lâu tài phú cũng không phải có khác ý nghĩ chỉ là tồn chút tiền riêng phòng ngừa chu đáo vạn nhất ngày nào cơm chùa ăn không thành tốt xấu có chút vốn liếng từng tại địa cầu bởi vì chức nghiệp duyên cớ tiêu thiên một mực độc thân một chút kinh nghiệm chỉ có thể từ một chút con đường bên trên thu hoạch hắn từng nghe qua một câu tiền riêng nam nhân cuối cùng tôn nghiêm tiếp đó đó là đi tìm huyết vân này lâu tổng bộ tiêu thiên mang theo trung linh rời đi huyết vân lâu phân lâu kiến trúc khu vực đứng tại trống chảy trên quảng trường một bên nói tiêu thiên trong tay thêm ra một mai ngọc phiến bóp nát về sau hướng phía trung linh trên thân đã đánh qua vỡ vụn ngọc phiến hóa thành màu vàng đất lưu quăng đâm vào trên người nàng ông linh khí nhẹ nhàng chấn động cuối cùng hóa thành màu vàng đất linh khí bình chướng bao phủ toàn thân trên dưới bình chướng bên trên phù văn lưu truyền còn có trùng điệp sơn mạch hư ảnh trồng chất sơn nhạc chấn thủ phù nhìn rõ ràng trung linh nhịn không được lên tiếng kinh hô hít một hơi lạnh lúc trước tại đây phân lâu bảo khố bên trong nàng liền gặp được đây thất giai phẩm cấp phòng ngự phù lục này phù lục mười phần chân quý phòng ngự cực mạnh thất giai giác tỉnh cảnh cường giả chỉ sợ đều khó mà phá vỡ thân vương đại nhân buồn này mười phần chân quý ngài đây là trung linh không hiểu tiêu thiên đối với mình dùng cái này phù lục làm gì ta được đến tình báo huyết vân lâu vị trí giống như có chút xa tiêu thiên nhìn hệ thống hướng dẫn cau mày đợi lát nữa ta muốn nhanh chóng một điểm không phải cơm tối sẽ không kịp nhưng ta lại lo lắng tốc độ phi hành tăng nhanh không cẩn thận đem ngươi giết chết giảng đến nơi này tiêu thiên hướng phía trung linh giơ ngón tay cái lên khóe mắt tựa hồ tại chớp lóe, có cái này phù lục hẳn là liền không có vấn đề chung. Linh ngốc chạy tại chỗ ấy, nàng còn không có trì hoãn qua thần, liền phát hiện Tiêu Thiên cách bình chướng. Lần nữa đưa nàng gánh tại trên vai, đông. Khủng bố lực trùng kích đem lơ lửng không trung huyết vân lâu phân lâu chấn động tới phía. Dưới, mà khiêng trung linh Tiêu Thiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố tốc độ. Cơ hồ là trong nháy mắt, trước mặt liền xuất hiện bức tường âm thanh phanh phanh, phanh, liên tiếp tiếng phá hủy, vang vọng mà lên. Phía trước liên tiếp hiển hiện bức tường âm thanh bị tiêu thiên một đầu đánh vỡ, giờ phút này. Hắn bạo phát tốc độ kinh khủng, làm vỡ nát trên trời mây mù. Bị hắn khiêng trung linh, đã hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng bốn phía bất kỳ cảnh. Sắc tiêu thiên bạo phát tốc độ, vượt qua nàng lý giải, không chỉ có như thế. Nàng còn hoảng sợ phát hiện sơn nhạc chấn thủ phù bình chướng đang không ngừng chấn động, linh khí ngưng tụ bức tường ngăn cản, nổi lên gợn sóng. Như mặt nước dập dờn, thậm chí hiện ra vết giãn. Phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, trung linh đã bị dọa đến nhanh không nói ra lời. Nàng vốn cho rằng, lúc trước đi huyết vân lâu phân lâu thời điểm. Tiêu thiên tốc độ đã đến cực hạn, nàng bây giờ mới biết tiêu thiên rõ ràng là bận tâm mình. Mới không có tăng thêm tốc độ, dưới mắt tiêu thiên bạo phát tốc độ, thất giai phòng ngự phù lục vậy mà đều có chút không chịu nổi thân vương tiêu thiên thực lực lần nữa phá vỡ trung linh tưởng tượng sững sờ trung linh bỗng nhiên thân thể nghiêng một cái phát hiện mình hai chân đã dẫm đạp đến thực địa tốt chúng ta đến tiêu thiên âm thanh vang lên để nàng tỉnh táo lại hướng phía khoảng nhìn lại trung linh mới phát hiện mình lần nữa đi vào lơ lửng hiên nhà trước so với lúc trước huyết vân lâu phân lâu cái này nam hoang vực đệ nhất sát thủ tổ chức tổng bộ to lớn hơn to lớn như là hòn đảo một dạng trên lục địa, lơ lửng một tòa to lớn màu máu lầu các. Như là một tòa màu máu sơn phong, hòn đảo này bốn phía. Trình dùng xiềng xích kết nối lấy vài tòa đảo nhỏ. Phía trên đồng dạng có màu máu lầu các, hiển nhiên, đại viêm hoàng triều phân lâu. Đã từng chính là một cái trong số đó, phanh, vỡ vụn âm thanh. Đột ngột vang lên, bao phủ tại toàn bộ huyết vân lâu tổng bộ trận pháp lúc này mới bắt đầu phá toái sụp đổ, tiêu thiên tốc độ quá nhanh. Nhanh đến trận pháp lúc này mới biết được mình bị phá, không? Hổ là đệ nhất sát thủ tổ chức, nơi này mùi máu tươi, rất đậm. Tiêu thiên nhìn trước mắt màu máu lầu các đã từng ký ức. Tựa hồ bị câu dẫn đứng lên, liền coi tiêu thiên tiếng nói mới vừa rơi xuống thời điểm. Từng cái hắc y thân hình, đột ngột xuất hiện tại bốn phía đem hắn bao bọc vây quanh những người áo đen này từng cái đều là màu bạc vân một bên sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm tiêu thiên cùng trung linh bốn phía sát thủ yếu nhất người đều là lục giai sinh từ cảnh trung linh không khỏi nuốt ngụm nước bọt cảnh giác nhìn xung quanh yên lặng hướng phía tiêu thiên kề một điểm thật sự là hiếm lạ lại có người cả gan sông chúng ta huyết vân lâu tổng bộ một đạo ngả ngớn âm thanh truyền lại mà đến trung linh vội vàng ngẩng đầu phát hiện cái kia to lớn huyết vân lâu bên trên một góc đứng lặng lấy một cái vóc người cao gầy hắc y nữ tử bó sát người trang phục để nàng dáng người hoàn mỹ nổi bật đi ra bất qua góc áo bên cạnh đồng dạng có màu vàng vân bên cạnh muốn chết người luôn luôn tầng thứ bất tận nặng nề âm thanh vang lên lần nữa huyết vân lâu đại môn bóng mở bên trong một cái thể trạng cao lớn, lưng hùm vai gấu cường tráng nam nhân, bước đến nặng nề bộ pháp. Xuất hiện tại trung linh trong tầm mắt lại. Một cái màu vàng vân bên cạnh sát thủ, khí tức thật đáng sợ. Trung linh khuôn mặt nhỏ trắng bạch cũng may trên thân sơn nhạc chấn thủ phù vẫn còn. Có thể giúp nàng làm dịu cỗ uy áp này, khách quan huyết vân lâu phân lâu thấy được cái kia màu. Vàng vân bên cạnh sát thủ, hai người này cho nàng mang đến cảm giác càng cường đại bản tọa có nghĩ qua đột nhiên đến thăm khách nhân sẽ là ai nhưng thật không nghĩ tới vậy mà lại là đại viêm hoàng triều thân vương còn có trung lệ song nữ nhi lại một đường âm thanh vang lên trong giọng nói tràn đầy ngoài ý muốn hiển nhiên đối với tiêu thiên cùng trung linh xuất hiện rất giật mình thanh âm này xuất hiện ở đây sát thủ cùng cái kia hai cái màu vàng vân bên cạnh cường giả cũng là nhao nhao quỳ một chân trên đất hành lễ tham kiến lâu chủ cùng kêu lên hô hòa, vang vọng phiến thiên địa này mà bọn hắn hành lễ người. Chính đứng lặng tại Huyết Vân lâu lâu đỉnh, đồng thời chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng là rơi vào tiêu thiên trước mặt trung linh thân thể có chút rung động. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này thân hình gầy gò. Một đầu tóc bạc nam nhân, đối phương đó là Huyết Vân lâu lâu chủ. Nam Hoang vực vua sát thủ, Vân Tôn đến các. Người Huyết Vân lâu đối với Đại Viêm hoàng triều rất để ý tiêu thiên cau mày nhìn chằm chằm trước mặt vân tôn đến mình một chút liền nhận ra mình cùng trung linh thân phận nói rõ đại viêm hoàng triều đối với huyết vân lâu đến nói không phải một đơn sinh ý đơn giản như vậy huyết vân lâu lâu chủ tự mình nhìn chằm chằm đại viêm hoàng triều mưu đồ rất sâu không tệ ta đối với đại viêm hoàng triều cảm thấy rất hứng thú vân tôn đến gật đầu nhiều hứng thú nhìn tiêu thiên nhưng bản tọa hiện tại đối với ngươi càng thêm có hứng thú trong tình báo phế vật thân vương đã vậy còn quá trong thời gian ngắn tự mình tìm tới cửa còn công phá phòng ngự trận pháp xem ra trong tay ngươi là có cái gì phá trận bí bảo a à, nói không chừng ngươi cùng đại viêm hoàng triều bí mật càng thêm tiếp cận giang đến nơi này vân tôn đến khóe miệng nhếch lên hướng phía dưới chướng hạ lệnh động thủ đem hắn bắt lấy động thủ thời điểm hơi nhẹ một chút đừng thương tổn tới chương 1015, huyền hoàng đại thế giới. Đừng nói là từ cực vô địch, ngay cả tiêu thiên chính mình cũng không biết chạy địa phương nào. Đến, phi độn một đoạn thời gian. Tiêu thiên cũng dần dần phát hiện tình huống không thích hợp, dựa theo thời gian đến tính ra. Nói, mình hẳn là đã sớm trở lại tàng linh vị diện, nhưng mà, lâu như vậy thời gian. Quen thuộc tàng linh vị diện chẳng những không có tìm tới ngược lại là đi tới một cái cực kỳ lạ lẫm khu vực nhất là ngay phía trước một cái cảnh sát. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, vặn vẹo vòng xoáy, vắt ngang tại trong hắc ám. phảng phất là muốn đem tất cả thôn vệ đi vào đồng dạng, lộ ra càng kỳ lạ một điểm. Chính là cái này vặn vẹo vòng xoáy bên trong, còn có ánh sao lấp lánh. Sáng chói chói mắt, xong, lạc đường. Tiêu thiên gãi gãi mình đầu, ngữ khí có chút ảo não, vượng tai có thể tìm về ra đường sao cũng không có vấn đề chủ nhân ta thuộc về tàng linh quy tắc hóa thân có thể cảm giác tàng linh vị diện thế giới chỗ phương hướng tiến hành dẫn đạo tiêu thiên nghe được vượng tài khẳng định trả lời cũng hơi buông lỏng không ít nếu là tìm không thấy trở về nhà đường đó mới là lớn nhất phiền phức chủ nhân trước trước bố trí đến xem trước mặt chỗ nên là tinh không vị diện cửa ra vào trong đầu đến từ vượng tài âm thanh để tiêu thiên biểu lộ khẽ giật mình, tinh không vị diện, đó là cái kia trong bóng tối ủng hộ tang. Võ vị diện làm đông làm tây, thậm chí còn trong bóng tối mưu tính mình vị diện kia sao, không? Nghĩ tới, trời xui đất khiến phía dưới. Thế mà chạy đến người ta cửa nhà đến, suy nghĩ kỹ một chút. Trước mặt cái này vặn vẹo tinh không vòng xoáy. Thật đúng là phù hợp đối phương vị diện phong cách đến. Đều tới, không vào xem, không khỏi cũng quá đáng tiếc tiêu thiên trong miệng lẩm bẩm liền hướng phía phía trước cái này vặn vẹo tinh không vòng xoáy vọt tới cùng lúc đó huyền huyễn đại thế giới tuần giới thiên binh thái tử lượng đã trở về báo cáo tình huống nói rõ một cái đi qua chỉ là tại hắn nói xong sự tình đi qua cùng tồn tại tuần giới đại điện một người cách khi một tiếng trong tay đồ vật ngã trên mặt đất không thể tin chừng lớn hay mắt người kia thật sự là nói như vậy Người này nhìn chăm chăm thái tử lượng. Vội vàng hỏi thăm, thái tử lượng nhìn thấy người lên tiếng, liền vội vàng hành lễ. Gặp qua trương đại nhân, đích xác như thế. Khá lắm, đều nói ta mới là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Tại sao lại xuất hiện một cái? Đây người đem trên mặt đất bật lửa nhặt lên đến. Phốc phốc đốt đuốc lên, hít thật sâu một hơi, người thấy giống như ta. Đều là tổ địa đi ra, khá lắm, môn vệ đại gia đều đi ra đây không phải lừa gạt người sao còn có ta là thiên sư tu hành phá cảnh phi thăng thời điểm bị nơi này phát hiện cưỡng ép đưa tới gia hỏa này là chạy thế nào đến khác địa phương đi hắn bên này nói nhỏ nhắc tới không ngừng đối diện thái tử lượng đã là dọa không nhẹ bên cạnh chấp trưởng đây tuần giới đại điện tuần giới thiên tướng cũng là quá sợ hãi trương đại nhân ngài không có lầm chứ tổ địa bởi vì ban đầu thiên địa kịch biến ngừng thực sụp đổ quy tắc càng ngày càng kinh khủng, linh khí tiêu tán. Hoàn toàn không thích hợp tu hành, có thể từ tổ địa bên trong đi ra người, đều không ngoại lệ. Đều sẽ thoát khỏi gông cùm xiềng xích trở thành cực kỳ khủng bố tồn tại, liền như là trước mặt. Vị này, đã trở thành huyền hoàng đại thế giới cường giả đỉnh cao. hao phí thời gian bất quá 3 năm, khẳng. Định là tổ địa đi ra, mặc dù hắn nói thân phận có thể là giả, nhưng này loại miêu tả rõ ràng đó là bây giờ tổ địa tình hình a à. vị này trương đại nhân mãnh liệt toát khẩu yên hít mắt nhìn về phía thái tử lượng còn nhớ rõ hắn bộ dáng sao thái tử lượng nhẹ gật đầu sau đó tiên lực vận chuyển hóa thành một cái mang mặt nạ hắc bào người thấy rõ ràng bóng người này về sau vừa hít một ngụm khói trương đại nhân bỗng nhiên bị sặc ở kịch liệt ho khan đứng lên đại nhân ngài không có sao chứ bên cạnh tuần giới thiên tướng nhìn thấy đối phương cái phản ứng này, vội vàng tiến lên đến. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới, lại là đây một vị từ tổ địa chạy vừa đi ra. Trương Bác Châu xoa mình cái chán, không thể tin, vô luận là đây tuần giới thiên tướng. Vẫn là nói rõ tình huống thái tử lượng, nghe được Trương Bác Châu nói. Nhao nhao lộ ra hiếu kỳ thần sắc, Trương Đại Nhân, ngài quen biết vị này, quen. Biết tổ địa bên trong vụng trộm người tu hành, ai không nhận ra vị gia này. Trương Bác Châu phảng phất là nghĩ tới điều gì không tốt lắm hồi ức. Nhịn không được nhắc tới đứng lên, ra hỏa này, căn bản chính là quái vật tổ. Địa quy tắc áp chế dưới, tu hành gian nan, hơi. Tu hành có thành tựu người, cũng chính là so người bình thường lợi hại một chút. Có một chút không quan trọng chỗ khác thường, ví. Dụ như ta tu hành lôi pháp, tại quy tắc áp chế dưới, cái gọi là trưởng tâm lôi bất quá là đánh vào trên thân người để cho người ta có chút tê liệt cảm giác mà gia hỏa này xem như đương thời đệ nhất nhân trong ngoài đại tông sư phối hợp gia hỏa kia bọc thép căn bản chính là hành tẩu hình người cao tới đương nhiên các ngươi không rõ đây là ý gì dù sao rất mạnh nghe được trương bác châu đối với người này như thế tán thưởng không thôi thái tử lượng không chịu được hỏi thăm trương đại nhân ngài cùng vị này so ai mạnh ai yếu a à, tổ địa thời điểm, hắn giết ta cùng làm thịt gà đồng dạng, ngươi cứ nói đi. Trương Bác Châu mở ra song thủ ta xem chừng hắn hiện tại chiến lực, hẳn là rất khủng bố đi. Liền quái vật này đi tới nơi này huyền huyễn đại thế giới. Chỉ sợ cũng là cao cấp nhất tồn tại, nếu như đem ra hỏa này tìm trở về, chúng ta huyền hoàng đại thế giới, an gối vô ưu lạc. Duy nhất vấn đề, đó là gia hỏa này tư tưởng có chút kỳ quái, đề cập đến nơi này trương bắc châu không khỏi nghĩ lên ban đầu tiêu thiên gia hỏa này chết sống không thừa nhận mình chiến thần bảng đệ nhất vị chí hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm sát thủ kia bảng không thả cũng không biết vì cái gì mặc đặc chế bọc thép trực tiếp tường đổ mà vào đại sát tứ phương đồ đần đều biết là ai làm hết lần này tới lần khác nói mình là sát thủ giảng mình tại ám sát người khác đều không biện pháp mô phỏng hiện trường vết tích người giả chăng cái gì đâu tại trương bác châu xem ra tiêu thiên đó là một cái đắm chìm trong thế giới của mình ra hỏa một cái rất khó chịu người bởi vì không có người vô tội bởi vì hắn mà chết đi trương bác châu nói để cho hai người đều là vô cùng khiếp sợ nhất là thái tử lượng càng là không nghĩ tới lần này tuần giới nhiệm vụ đã nhận ra có người mạo phạm thiên đình nhìn trộm bọn hắn huyền hoàng đại thế giới tổ địa hành vi thuận theo đi trừng trị còn có thể đụng phải dạng này sự tình, đúng, người bảng hiệu cho không có. Lúc này, Trương Bác Châu chợt nhớ tới đến cái gì? Liền vội vàng hỏi, huyền hoàng đại thế giới nội tình thâm hậu. Rất nhiều người cũng lưu lạc bên ngoài, tuần giới thiên binh không chỉ có là dò xét xung Quanh tình huống, cam đoan huyền hoàng đại thế giới an toàn, cũng muốn cảm giác khí tức. Tìm tới lưu lạc đồng bào thế hệ, cho đường về lệnh bài, đây chính là lão quân luyện chế đồ tốt điều trị thân thể chỉ dẫn đường về còn có phù hộ công hiệu tuần giới thiên binh không chỉ có tự thân đeo dạng này lệnh bài tránh cho gặp phải đột phát tình huống mê thất cũng mang theo không ít dành trước chuẩn bị bất cứ tình huống nào thái tử lượng nghe được lời này vội vàng gật đầu nói rõ mình lệnh bài đã đưa cho vậy là tốt rồi chờ cái gì thời điểm ra hỏa này tìm tới về nhà đường là được Trương Bác Châu lại đốt điếu thuốc, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy chờ mong, mặc dù phi thăng. Nhưng hắn cùng mấy lão già này ở chung, cuối cùng có chút không quen, nếu là Tiêu Thiên trở về. Tối thiểu cũng có thể có nói chuyện phiếm người, môn. Vệ đại gia, cũng phải uổng cho ngươi giảng được đi ra. Trương Bác Châu nghĩ đến Thái Tử Lượng vừa rồi nói, cảm thấy buồn cười. mười 1016, bắt lấy hắn chính là một cái công lớn tiêu thiên bên này tự nhiên không biết quê quán bên kia người đã ghi nhớ mình hắn đã hướng phía phía trước vọt tới thân hình chui vào cái kia vặn vẹo tinh không trong nước xoáy tinh không vòng xoáy bên trong rõ ràng ẩn chứa không gian ba động không bao lâu công phu tại hắn trước mặt cảnh sắc rộng mở trong sáng hắn vẫn như cũ là ở vào lúc trước vô gian trong tinh không ngay phía trước cũng có một cái vị diện thế giới bọt khí chỉ là đây bọt khí bên trên đồng dạng tinh quang sáng chói, phi thường lộng lẫy đẹp mắt, trừ cái đó ra. Tiêu Thiên còn có thể rõ ràng nhìn thấy, tại đây tinh quang bọt khí xung quanh. Có cái khác tiểu khí phao vờn quanh. Số lượng không ít, cứ việc những này tiểu bọt khí phía trên cũng có được tinh quang. Lại vô cùng khác biệt, chỉ vì những này tinh quang không hiện. Không có chính giữa hạch tâm bọt khí đồng dạng, tràn đầy đầy sao, quan sát ngay phía trước thời điểm tiêu thiên đồng dạng hướng xung quanh phương hướng nhìn lại đây xem xét cũng phát hiện chỗ khác biệt tỉ như tàng linh vị diện hiện ra lấy thế giới bọt khí tư thái trôi nổi tại vô gian trong tinh không cùng hỗn độn khí tức tiếp xúc như là bọt khí đồng dạng thế giới bức tường ngăn cản là ngăn cách hỗn độn khí tức đồng thời tại cải thiện tịnh hóa như hoa thu nạp vào vị diện bên trong hỗn độn khí tức liền như là chất dinh dưỡng đồng dạng tăng lên vị diện cường độ dù sao, vị diện cũng là sẽ trưởng thành, chỉ là tốc độ không đồng nhất mà trước mắt cái này tinh. Quang vòng xoáy phía sau, tựa như là ngăn cách ra một chỗ đặc thù thiên địa. Cùng vô gian tinh không cũng không có triệt để chặt đứt liên hệ, nhưng lại tựa như là một cái. Chạm trung chuyển, đem hỗn độn khí tức có thứ tự quy nạp tại phiến khu vực này bên trong. Từ đó cường hóa trước mặt đây lóng lánh tinh quang bọt khí, lại cẩn thận quan sát cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bóng tối bốn phía nơi xa mặt ngoài phía trên mơ hồ có lấy quy tắc chi lực lưu động tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc trừ cái đó ra còn có mấy sợi màu vàng trí cao quy tắc chi lực chảy xuôi tại phía trên kia số lượng rất ít chỉ là bởi vì nhan sắc cực kỳ bắt mắt để cho người ta một chút liền gặp được cực kỳ hiển nhiên nơi này hoàn cảnh nhìn qua như vậy yêu việt cùng những này cái gọi là quy tắc chi lực thoát ly không được quan hệ, cũng chính là vờn quanh. Tại xung quanh những quy tắc này chi lực, đưa đến phiến khu vực này mười phần yêu việt điều kiện nguyên. Lai đầy cái gọi là trí cao quy tắc chi lực nguyên lai là chơi như vậy sao? Tiêu thiên nhìn thấy bốn phía, vừa quan sát một bên nỉ non lên tiếng, hắn nghĩ đến mình lấy được nhiều như vậy trí cao quy. Tắc nếu là lợi dụng đứng lên nói, có thể hay không để tàng linh cũng nhanh chóng tiến hóa có không tầm thường chỗ tốt, Tiêu Thiên thầm nghĩ lấy thời điểm. Bên tai bỗng nhiên là truyền đến quát lớn âm thanh, cái gì người, xảy. Ra bất ngờ quát lớn âm thanh, để Tiêu Thiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện không biết lúc nào, nơi xa đã súm lại không ít người, đồng thời. Theo vặn vẹo ba động nổi lên, nguyên bản không có vật gì hắc ám không gian bên trong. Có dài thuyền bay ra, súm lại tại mình bốn phía ngoài ra còn có toàn thân tràn ngập tinh quang cự thú nhe răng nhếch miệng hướng phía hắn chỗ phương hướng gầm nhẹ đứng lên bị bao vây tiêu thiên nỉ non lúc trước hắn quá quan tâm bốn phía hoàn cảnh cũng không phát hiện đám người này tới gần không có cách quá yếu ớt đám người này trên thân tràn ngập ra khí tức căn bản cũng không chị nhấc lên nếu không phải mình thu liễm tự thân lực lượng chỉ là rất nhỏ động tác liền muốn đem đám người này trực tiếp cho nghiền chết bất quá đám người này thân phận đã rất rõ ràng vẻn vẹn xem bọn hắn trên da thịt lóng lánh tinh quang còn có cái kia đặc thù tinh không khí tức rõ ràng đó là ban đầu gặp qua tinh không tộc cực kỳ hiển nhiên đám này đó là tinh không vị diện cửa ra vào trấn thủ thủ vệ có cái gì tốt hỏi nhìn hắn đây ngơ ngác chưa thấy qua việc đời bộ dáng chỉ sợ lại là cái nào tiểu vị diện người du lịch chạy đến bên này. Tiến vào mê trận sông lầm vào, đem hắn trực tiếp bắt lấy, giam giữ quá khứ thẩm vấn. Nếu là có thể hỏi ra hắn vị diện chỗ cũng là một cái công lớn, động thủ. Trường 1017, suy Tinh không tộc mười phần hiếu chiến, nói động thủ liền trực tiếp động thủ, bất quá. Bọn hắn là chạy bắt sống đi, đi lên cũng không có hạ tử thủ, chỉ thấy những này tinh không tộc hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau thể nội phát ra tinh quang nối thành một mảnh. Hóa thành lóng lánh tinh quang xiềng xích. Hướng phía trước mặt tiêu thiên vọt tới, nhìn bốn phía súng lại tới tinh không trực tiếp. Động thủ tiêu thiên vốn chuẩn bị phản kích, có thể hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm. Trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, dưới mắt mình chủ động xuất kích. Cũng là con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn. Nếu để cho đối phương chủ động kéo cửa lên nói chẳng phải là càng tốt hơn một cái hợp cách sát thủ nên có dạng này tiểu kỹ xảo mới đúng chỉ sợ ai cũng không nghĩ đến đều đến lúc này tiêu thiên còn băn khoăn cái kia phá sát tay ám sát thuật nói làm liền làm tiêu thiên chuẩn bị bắt đầu diễn các ngươi muốn làm gì tiêu thiên lúc này lộ ra vừa kinh vừa sợ biểu lộ chỉ trích xung quanh tinh không tộc tồn tại lớn tiếng quát lớn mà đối mặt tiêu thiên phẫn nộ âm thanh xung quanh tinh không tộc cũng không có trả lời mà là chuyên chú vung vẩy tinh không xiềng xích hướng phía đối phương đập tới lúc này tiêu thiên cũng cảm giác được những này tinh không xiềng xích không hề tầm thường phía trên rõ ràng có quy tắc ba động trong đó tối cường hai đầu tinh không xiềng xích một mặt cầm giữ người cảnh giới rõ ràng là vị cách thần linh đến cùng là tinh không vị diện quả nhiên thực lực mạnh mẽ vốn liếng hùng hậu vị cách thần linh đến xem đại môn bởi vậy có thể thấy được hắn nội tình, Tiêu Thiên không có trực tiếp bạo phát tự thân lực lượng. Dù sao làm như vậy nói, có thể sẽ đem địch nhân dọa chạy. Nhưng cũng không thể để đối phương bắt quá dễ dàng. Dạng này sẽ có vẻ mình như cái tiểu nhân vật, chỉ có làm cho đối phương Thiên Tân vạn khổ bát. Lấy, mới có thể để cho người cho là mình là đại nhân vật. Từ đó đưa đến mấu chốt địa phương, dạng này là hắn có thể nhẹ nhõm chui vào đối phương khu vực trung tâm sau đó xuất thủ một mẻ hốt gọn, quả thực là tuyệt diệu kế hoạch. Trong đáy lòng tiêu thiên cũng nhịn không được cho mình điểm cái tán, rầm dầm. Khi tiêu thiên ở sâu trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, nơi xa mà đến tinh không xiềng xích. Đã tới gần hắn thân thể, oanh, tiêu thiên thể nội. Từ tiêu vương cái kia lấy ở đâu tử vong liệt diễm. Đột nhiên là từ thể nội phun trào mà ra, đây là thuộc về tiêu vương vị cách chi lực cũng là đúng phương lực lượng biểu hiện một trong, vận dụng đây màu đen tử vong hỏa diễm nhìn. Quanh quanh thân, không chỉ có thể để cho mình đạt được khốc huyễn đặc hiệu. Còn có thể thành công mê hoặc những địch nhân này, dù sao, tử vong liệt diễm khí tức. Có thể làm cho bọn hắn nghĩ lầm mình là vị cách thần linh, cũng đúng như cùng tiêu thiên đoán. Trước như thế, cảm giác được tử vong liệt diễm khí tức đám này súng lại tới tinh không tộc. Trong mắt phảng phất là lóe ra quang mang, bớt quá là vị cách thần linh, không đáng giá nhắc tới, có thể bắt lấy, có. Thể lấy dạng này cảnh giới, đi vào chúng ta nơi này, chỉ sợ phía sau có không ít bí mật. Hắn vị diện có lẽ là chỗ tốt, bắt lấy bắt lấy, chúng ta lên trước cơ hội. Chỉ sợ tất cả hắn trên thân, chấn thủ đại môn những này tinh không tộc. Trong lời nói đều toát ra trong bọn họ tâm hưng phấn. Động tác hành vi đều rõ ràng kích động đứng lên. Muốn bắt lấy ta, không có đơn giản như vậy. Tiêu thiên bên này cố ý la to, dãy rụa đứng lên, mặt ngoài. Tựa như là trên người hắn tử vong liệt diễm tại bị bỏng lấy xiềng xích. Trên thực tế là hắn vụng trộm lợi dụng kình đạo đánh gãy, soạt xoạt thanh thúy tiếng vỡ vụn vang. Lên, nguyên bản trói buộc tiêu thiên xiềng xích ầm ầm đứt gãy, trong miệng giống như tại nói. Dọa, trên thực tế tiêu thiên động tác rất nhanh. Một bộ muốn hướng phía bên ngoài đào tàu tư thái, chấn thủ tại trước cửa này những này tinh không tộc nhìn thấy tiêu thiên cử động đều quá sợ hãi thật vất vả tìm tới dê béo đây nếu là chạy mất chẳng phải là thua thiệt lớn đồng dạng bọn hắn phát hiện đây người rõ ràng là vị cách thần linh nhưng bạo phát đi ra thực lực vượt xa khỏi hắn bày ra cảnh giới càng mạnh mới là càng tốt cái này đại biểu đem người này đuổi bắt hắn phía sau đại biểu giá trị cao hơn nữa a à, nếu là một cái thâm sơn cùng cốc liền tính bắt được cũng không có ý nghĩa gì tinh không lồng giam đầu lĩnh kia tinh không tộc cắn răng đột nhiên ném ra ngoài một mai tinh quang đánh tới hướng nơi xa tiêu thiên nhìn thấy đây tinh không rơi xuống tiêu thiên sắc mặt cứng lại vội vàng thu nạp thể nội uy áp hắn lo lắng nếu là không có khống chế lại nói mình cường độ thân thể sẽ đem đây tinh quang trực tiếp vỡ nát hoa tinh quang tiếp xúc đến tiêu thiên trên thân lập tức là bành trướng mà ra Hóa thành tinh quang lồng giam đem hắn phong kín tại bên trong, thả. Ta ra ngoài, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta bất quá là đi lầm đường. Tinh không trong lồng giam, Tiêu Thiên không ngừng gào thét khàn cả giọng. Ánh mắt bên trong, nhưng thật giống như là toát ra một vòng tuyệt vọng, diễn vừa đúng cho người. Ta cảm giác, liền tốt giống thật là một cái cùng đồ mạt lộ thú bị nhốt. Đang phát ra cuối cùng gào thét, cái kia tinh không tộc người đầu lĩnh nhìn thấy tiêu thiên dạng này biểu hiện nội tâm hết sức hài lòng, vung tay lên. Mang đi, vâng, đám này tinh không tộc, đó là vui vẻ ra mặt. Mang theo tinh không trong lồng giam tiêu thiên, hướng phía chỗ sâu đi qua, mục tiêu. Còn chính là trong lúc này to lớn tinh quang bọt khí, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không biết. Chân chính thợ săn, thường thường là lấy con mồi tình thế xuất hiện, nếu là bọn họ lại cẩn thận điểm, sẽ phát hiện cái kia lóng lánh tinh quang hỗn độn thôn vệ thú. Có chút cục xúc bất an, bọn chúng đầu, luôn luôn tránh cho đối tiêu thiên, bởi vì không dám nhìn thẳng, thẳng đến tinh không trong lồng giam tiêu thiên tại hệ thống vượng tai. Nhắc nhở bên dưới phát hiện, đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm về sau. Mới âm thầm sợ hãi thán phục nguy hiểm thật kém chút lọt đây nho nhỏ chi tiết lúc này. Cái kia lóng lánh tinh quang hỗn độn thôn phệ thú mới nghiêng đầu lại nghi hoặc nhìn cái kia tinh không trong lồng giam thân ảnh, bọn chúng không rõ. Vì cái gì vừa rồi tản ra cực kỳ khủng bố khí tức thân hình. Bỗng nhiên không có cảm giác, xuýt. Tiêu Thiên hướng phía đây nhìn qua hỗn độn thôn vệ thú nhẹ xuýt một tiếng. Sau đó nằm tại đây tinh không trong lồng giam, chờ đợi đối phương chủ động đem hắn đưa vào hang ổ. Chương 1018, Cửu hoàng tử. Tiêu Thiên bị vây ở cái kia tinh không lồng giam bên trong quét mắt xung quanh cảnh sắc bất quá bởi vì cái gọi là diễn trò muốn làm toàn nha tiêu thiên đang đánh giá xung quanh thời điểm biểu lộ phi thường phong phú một hồi lộ ra lo lắng tình hình một hồi lại làm bộ là nổi giận bộ dáng thỉnh thoảng còn biết giả vờ giả vịt muốn công phá cái này trói buộc mình tinh không lồng giam thoát đi ra ngoài mỗi khi hắn làm ra dạng này cử động thời điểm đầu lĩnh kia tinh không tộc tồn tại liền sẽ đề thăng mình linh khí đưa vào làm cho cả tinh không lồng giam bình chướng rõ ràng muốn lóng lánh suốt càng trói mắt quang thải cái gọi là tinh không lồng giam phòng ngự tự nhiên là tăng lên trên diện rộng đương nhiên tiêu thiên dù là trên phạm vi lớn giảm ít lực lượng vẫn như cũ làm cho cả tinh không lồng giam đều bị rung chuyển lay động không ngừng xem ra bắt là đầu cá lớn dẫn đầu tinh không tộc quay đầu liếc nhìn chật chật có tiếng, tinh không lồng giam bản thân liền kiên cố vô cùng. Trước mặt cái này nam nhân, cứ việc nhìn qua vì phản kháng, đã dùng hết toàn lực, bất quá. Toàn lực phía dưới có thể làm cho tinh không lồng giam đạt được dung truyền. Có thể thấy được hắn bản sự rất cao thâm, bản sự càng mạnh nói rõ phía sau vị diện càng lợi hại. Trinh phạt phía dưới thu hoạch tự nhiên là càng nhiều, đối bọn hắn tinh không vị diện đến nói tốt vị diện tình báo mới là lớn nhất tài phú nương theo lấy dạng này ý nghĩ bọn hắn đã mang theo tiêu thiên không ngừng thâm nhập tinh không vị diện hạch tâm chỗ dựa theo bọn hắn quy củ nhưng phàm là bắt được tiêu thiên dạng này tồn tại tất nhiên là muốn đuổi bắt áp đi qua tốt nhất là có thể từ hắn trong miệng biết đối phương vị diện vị trí từ đó phát động tiến công bắt lấy đến lúc kia tại trí cao quy tắc chứng kiến dưới chân chính vị diện chiến tranh sẽ mở ra sớm biết chi tiết bọn hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm tại vị diện chiến tranh mở ra sau bắt lấy thắng lợi đề thăng bọn hắn tinh không vị diện cường độ mà đặt vững đây hết thầy cơ sở lập xuống công lao bọn hắn tự nhiên ban thưởng phong phú không ít địa vị đề thăng nhất phi trùng thiên cũng không nói chơi nương theo lấy bọn hắn dạng này huyễn tưởng quá trình bọn hắn đã đi tới tinh không chủ vị diện phía trước khu vực chỉ bất quá Tại ở gần phía trước về sau, Tiêu Thiên lại phát hiện đối phương giống như cũng không có đem. Mình hướng Hạch Tâm Vị Diện bên trong mang đến, tới gần phía trước tinh quang sáng chói vị diện. Cái kia ngay phía trước vị trí, lơ lửng một cái to lớn hòn đảo, cẩn thận nhìn. Rõ ràng là một cái to lớn lục địa, Tiêu Thiên ánh mắt liếc nhìn quá khứ. Có thể phát hiện phía trên trải rộng thành trì, người chỉ sợ không ít. Duy nhất khác nhau, đó là lục địa này phía trên đều có lóng lánh tinh quang trận pháp. Ngăn cản bóng tối bốn phía bên trong hỗn độn khí tức ăn mòn, cho người ta cảm giác. Nơi này chính là một cái cái gọi là tiền tiêu căn cực quả nhiên. Tại ở gần mảnh này lục địa thời điểm, liền có thể nhìn thấy nghiêm phong tử thủ binh sĩ, khi đầy cầm đầu tinh không tộc. Mang theo tiêu thiên tới gần phía trước thời điểm, đang tại phòng thủ binh sĩ lập tức tới gần, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bên này, sự tình gì, nhìn thấy tới gần đồng tộc người, chấn thủ tại cánh cửa này tinh không tộc binh sĩ. Lập tức mở miệng chất vấn lên tiếng, chấn thủ ở chỗ này tinh không tộc binh sĩ. Hỏi thăm lên tiếng về sau, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tinh không trong lòng. Giam tồn tại, cũng không phải là bọn hắn cố ý khó xử. Mà là quy củ như thế, dù là nhìn như vậy đi lên tựa như là tộc nhân đem phạm nhân áp giải tới nhưng người nào biết có phải hay không có cái gì tạc nhân nội ứng ngoại hợp làm bộ mang theo tù binh tiến vào hạch tâm vị diện trắng trợn phá hư đâu tại quá khứ thật lâu thời đại tinh không vị diện liền đã từng phát sinh qua dạng này sự tình cho nên mới có thể định ra dạng này quy củ tránh cho lại xuất hiện dạng này tình huống mang theo tiêu thiên tới tinh không tộc đồng dạng biết cái quy củ này cũng không có tranh luận mà là trong tay nhiều hơn một mai tinh quang tinh thể theo hắn linh khí hướng phía tinh thể này bên trong quán chú đi vào phía trên lập tức là hiển hiện ra nội dung nội dung bày biện ra đến hình ảnh rõ ràng là bọn hắn gặp được tiêu thiên tiền căn hậu quả còn có đuổi bắt quá trình thông qua phía trên này ghi chép nội dung có thể rất rõ ràng nhìn thấy lẫn nhau giữa không có gì cấu kết khả năng vẻn vẹn song phương tiếp xúc, lẫn nhau giao thủ quá trình, liền có thể nhìn thấy giữa hai bên hạ sát thủ. Một chút mất tập trung, đó là muốn mất đi tính mạng, mặc. Dù không có vấn đề, bất quá vẫn như cũ đến đem hắn giam giữ phía trước điện khu vực. Chờ thêm dưới mặt đạt chỉ lệnh mới được. Bên này, chấn thủ binh sĩ, hướng phía trước mặt tinh không tộc người đầu lĩnh nói, đối với cái. Này, đây chóc nã tiêu thiên tinh không tộc, cũng gật đầu không ngừng, tỏ ra là đã hiểu, yên. Tâm, quy củ này chúng ta đều hiểu. đây dẫn đầu tinh không tộc cũng không nháo đằng cũng không có ý kiến, chỉ là gật đầu trả lời. bọn hắn tinh không nhất tộc quy củ xâm nghiêm, làm việc giảng cứu đó là một quy củ, giảng quy củ có điều lệ mới có thể để khổng lồ như vậy nhất tộc có thể tại đây vô gian trong tinh không tung hoành, không ngừng tại vị diện chiến tranh bên trong thắng lợi, từng bước một đạt đến bây giờ địa vị chấn thủ nơi đây tinh không tộc binh sĩ làm một vài thủ tục cuối cùng là điểm vào người trước mặt trong tay tinh không tinh thể bên trong liền cho đi đồng thời cũng hơi chắp tay hướng phía đối phương chúc mừng như vậy ngược lại là muốn chúc mừng các ngươi lập xuống một cái công lớn ha 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 ngươi qua tay chúng ta tiến vào tiền điện có thẩm tra chi công tốt xấu cũng có thể dính dính hỉ khí dẫn đầu tinh không tộc cũng là vui cười lên tiếng đối với đây trấn thủ nơi đây binh sĩ cũng là lộ ra nụ cười, bọn hắn nhất tộc thưởng phạt phân minh, hắn chấn thủ nơi đây. Thẩm tra bọn hắn đuổi bắt tiêu thiên, cũng coi là tham dự, công lao, cũng có một phần. Mặc dù rất ít, nhưng chân mũi cũng là thịt. Lại có cái gì người sẽ ghét bỏ trên trời rơi xuống đến chỗ tốt? Cũng là như thế, cho nên tinh không tộc chấn thủ phi thường tận tâm tận lực, dù sao. Bọn hắn nếu là bỏ rơi nhiệm vụ, tùy ý ứng đối nói không những sẽ không chia lãi một điểm công lao hỉ khí. Còn phải bị truy vấn chỉ trích tinh không trong lòng giam tiêu thiên. Yên lặng nhìn đây hết thảy, âm thầm gật đầu, xem. Ra, cái này tinh không tộc vẫn là có thể lấy chỗ. Tối thiểu nhìn qua so cái kia u minh vị diện muốn tốt quá nhiều, ngay. Tại tiêu thiên nghĩ như vậy thời điểm, nhưng lại nghe được bên cạnh chấn thủ binh sĩ. Mở miệng nói ra, bất quá, người phải cẩn thận một điểm, cửu hoàng tử thụ tội. Đang tại trước đây điện khu vực hối lỗi, nếu là đến tiền điện, ngươi tốt nhất trực tiếp thông báo vị này cửu hoàng tử. Để hắn đến phụ trách xử lý, đó là không còn gì tốt hơn, đưa. Than sưởi ấm trong ngày tiết rơi loại này tình nghĩa. Liền xem như cửu hoàng tử dạng này tôn quý nhân vật cũng biết nhớ kỹ ngươi, chấn. Thủ binh sĩ một bên nói, một bên hướng phía đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nghe được đối phương lời này cầm đầu tinh không tộc hơi biến sắc mặt cửu hoàng tử thế mà phía trước điện hối lỗi cửu hoàng tử tại tinh không vị diện bên trong cũng là danh khí vang dội a à, lại có thể là chuyện gì để hắn sẽ đắc tội hối lỗi nghe nói tựa như là một việc làm hư hại nhất làm cho chúng ta tinh không hoàng đế phẫn nộ một điểm đó là chúng ta vị hoàng tử này tựa như là không đánh mà chạy a à, đây chóc nã tiêu thiên tinh không tộc biểu lộ sững sờ không đánh mà chạy, cửu hoàng tử, như thế nào khả năng? Chương 1019, liền nhìn hắn có hay không tư chất. Cửu hoàng tử tại bọn hắn tinh không vị diện bên trong, có thể nói là chân chính truyền kỳ, hắn tại rất nhiều hoàng tử bên trong. Cũng coi là xuất thân thấp hèn tại rất nhiều hoàng tử bên trong. Cũng không lạ thường, dù sao hắn mẫu phi chẳng qua là bình thường xuất thân. Chỉ là tư chất không tầm thường may mắn tại tinh không hoàng triều hoàng thành bên trong phục thị tinh không hoàng đế có thể là bình thường dính nhau liền sủng hạnh vị này cử hoàng tử mẫu thân từ đó có hắn mẫu tộc bối cảnh hèn mọn cử hoàng tử đạt được chỉ có không tầm thường thiên phú cũng không có cái gì quá lớn trợ lực bình thường cũng là cặp cực kỳ điệu thấp thanh danh không hiện chỉ là về sau tại lần một hoàng tộc trong tỷ thí một mực điệu thấp cử hoàng tử bỗng nhiên là bạo phát bắn ra cực kỳ khủng bố chiến lực, lúc này, mọi người mới phát hiện. Vị này cửu hoàng tử trong bất chi bất giác. Vậy mà đã là trở thành vị cách thần minh cảnh giới, đồng thời cùng hắn bình thường điệu thấp. Phong cách khác biệt, hắn chiến đấu quá trình bên trong, mười phần hung hãn. Tấn mãnh vô cùng, cơ hồ là đang xuất thủ về sau. Liền sẽ bộc phát ra liên miên bất tiệt thế công, như là cuồng phong mưa giáo để cho người ta khó mà ngăn cản đáp ứng không xuể một lần kia cho thấy mình phong mang cửu hoàng tử tinh vũ thay đổi quá khứ điệu thấp phong cách bắt đầu cao điệu đứng lên triệt để thể hiện ra mình thiên phú cửu hoàng tử tinh vũ cũng là đạt được tinh không hoàng đế ủng hộ tại hắn xuất lĩnh phía dưới đơn độc thắng hai lần cỡ nhỏ vị diện vị diện chiến tranh tăng lên tinh không vị diện thực lực khai cương thác thổ còn ở lại chỗ này các loại quá trình bên trong trở thành đại thần linh khoảng cách chân thần chỉ có cách xa một bước mặc dù cửu hoàng tử tinh vũ lập xuống công lao càng lúc càng lớn bày ra thiên phú càng ngày càng mạnh làm việc cũng phi thường bá đạo đương nhiên đây bá đạo cũng không phải là không coi ai ra gì mà là tác phong làm việc quả quyết với lại tinh không hoàng đế cũng mười phần thưởng thức đây tinh vũ tác phong càng thêm sủng ái trong lúc nhất thời cửu hoàng tử cũng là danh tiếng vô hạn, thậm chí không ít tinh không vị diện bên trong các tộc nhân. Đối với cửu hoàng tử tinh vũ là có một loại đặc biệt sùng bái cảm xúc. Lấy yếu thắng mạnh, bản thân liền là thích nghe ngóng cố sự, cứ việc tinh vũ là hoàng tộc. Nhưng mẫu tộc thân phận thấp tại rất nhiều trong hoàng tử chém giết cho tới bây giờ tính. Trạng cần hao phí tâm thần khó nói lên lời, lần này, chóc nã tiêu thiên mang theo hắn tới cái này tinh không tộc, là thuộc về 10 phần sùng bái đối phương đối với tinh vũ kinh lịch. Hắn cũng coi là rõ như lòng bàn tay liên quan đến tại vị này cửu hoàng tử qua lại kinh lịch. Hắn hết sức quen thuộc, hiểu rõ tại tâm cho nên từ nơi này chấn thủ binh sĩ trong miệng. Biết cửu hoàng tử tinh vũ lại là không đánh mà chạy, chọc giận tới tinh không hoàng đế. Lấy tới tiền điện cái này nhìn đại môn địa phương hối lỗi đùa gì thế lấy cửu hoàng tử tinh vũ tính cách chẳng lẽ không phải là tử chiến không lùi ngươi không chết chính là ta vong sao nội tâm mang theo dạng này nghi hoặc hắn chính là mang theo tiêu thiên tiếp tục hướng phía tiền điện chỗ sâu đi qua đương nhiên vẫn là cực kỳ kích động dù sao cũng là mình sùng bái đối tượng nếu là có thể trợ giúp tinh vũ điện hạ nói mình chỉ sợ có thể tiến vào đối phương hoàng tử phù a nếu là hối lỗi nghĩ như vậy phải kết thúc phía trước điện thời gian. Tự nhiên là cần lập công, mình chủ động đem công lao đưa đến trước mặt đối phương. Chẳng phải là, hắn bên này là càng nghĩ trong lòng càng đẹp. Mang theo tiêu thiên hướng phía ngay phía trước đi qua tiền điện. Đáng giá đó là vị diện phía trước đây to lớn đại lục nơi đây có đóng quân đại quân. Mà hắn bên này liền tính thông qua được chấn thủ binh sĩ nghe hỏi cũng không thể thâm nhập hơn nữa cũng chỉ có thể ở ngoại vi khu vực thông báo tình huống đợi thêm đợi tình huống tiến vào thành trì xuyên qua tinh không trận pháp về sau hắn liền đi cái này thành trì bên trong báo cáo chuẩn bị đồng thời đem tiêu thiên giam giữ đến phòng giam bên trong cùng nói là phòng giam còn không bằng nói là một cái trạch đề đây là đại lao tiêu thiên bị ném tiến vào trận pháp này bao phủ dinh thự nhịn không được hướng phía bốn phía khoảng nhìn qua đầy dinh thự tráng lệ còn có không ít dị tộc nữ tử thân mang mát mẻ quần áo đứng lặng hai bên giam giữ vẫn là hưởng thụ a à, ngươi đến cùng là một giới vị cách thần linh tại các ngươi vị diện chỉ sợ cũng là địa vị tuân theo thế hệ chúng ta tinh không vị diện cũng không phải cái gì vô lễ thế hệ mặc dù là giam giữ nhưng nên có thể diện vẫn là phải có thuận tiện cũng thuyết phục ngươi một cái, ngoan cố ngạnh kháng là vô dụng. Vẫn là đem bọn ngươi vị diện chỗ kể rõ mà xuất vị. Diện chiến tranh mở ra, ngươi hoàn toàn có thể mạo xưng khi dẫn đường ngươi. Nếu là trợ giúp lập xuống đại công sau cũng có thể để ngươi thay thế chúng ta tinh không nhất tộc quản lý cái kia một phương vị diện. Cũng chưa hẳn không thể, đây tinh không tộc người đầu lĩnh trong miệng líu lo không ngừng nói không ngừng trong lời nói đều là thuyết phục tiêu thiên đầu hàng hy vọng hắn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đừng có lại chống cự đến lúc đó còn phải chịu đau khổ cần gì chứ lời này tiêu thiên mắt điếc tai ngơ chỉ là quay lưng lại không nhìn tới đối phương nhìn thấy tiêu thiên không nghe khuyên bảo đây tinh không tộc cười nhạo một tiếng cũng là quay đầu rời đi hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ đã đối phương gian ngoan không yên hắn cũng không có cách nào đợi đến đối phương rời đi về sau viện này bên trong những dị tộc khác nữ tử cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mặt tiêu thiên các nàng là tinh không nhất tộc chiến thắng vị diện chủng tộc thuộc về tinh không nô lệ chủng tộc cũng sâu sắc biết các nàng ở cái địa phương này cần làm sự tình là cái gì bá còn không đợi các nàng kịp phản ứng liền gặp được tiêu thiên biến mất tại các nàng trước mặt không thấy tung tích các nàng còn tại tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Tiêu Thiên đã là đến cái này dinh thự chính giữa phòng ốc đỉnh, ngắm nhìn bốn phía, nói đùa. Cầm loại này đề cấp thủ đoạn khảo nghiệm hắn, bản thân lão bà không thơm sao. Chủ nhân, ban đầu đánh dấu cái kia tinh không tộc khí tức ngay ở chỗ này. Ngay lúc này, tiêu thiên trong đầu nổi lên vượng tài âm thanh, tiêu thiên đầu tiên là sửng sốt. Một chút, sau đó hỏi, có ý tứ gì? Ngài còn nhớ rõ, ban đầu có một cái tinh không tộc hư ảnh, không đánh mà chạy sao? Nghe được vượng tài nói, tiêu thiên não hải hiện ra ban đầu cái kia tinh không tộc hư ảnh. Đối phương còn giống như nói trực tiếp bỏ giờ cùng tàng võ hợp tác tới, sau đó. Hắn lại liên tưởng vừa rồi cái kia chấn thủ môn hộ binh sĩ mở miệng nói. Hiện ra một cái khả năng, đối phương trong miệng cái này cửu hoàng tử. Không đánh mà chạy hoạch tội hối lỗi đó là ban đầu đối mặt cái kia tinh không tộc hư ảnh trên đời này còn có trùng hợp như vậy sự tình nghĩ tới đây tiêu thiên sau đó là nhịn không được cười to đứng lên hướng phía trong đầu vượng tài nói thấy không thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo thiên đạo tốt luân hồi a à, ban đầu cái kia tinh không tộc ra hỏa phạm sai lầm nghĩ đến đi thẳng một mạch làm sao có thể có thể nhìn một cái Chúng ta đầu tiên là gãy mất cái kia u minh vị diện sai lầm, thất bại âm mưu kinh thiên về sau. Còn chủ động đem đây sai lầm người đưa đến ta trước mặt chỉ, là không nghĩ tới, hắn thế mà cũng ở cái địa phương này hối lỗi. Nói không chừng là cái khả tạo chi tài, có cải tạo cơ hội ân. Đợi chút nữa liền muốn nhìn xem cái này nhân tâm thật không thành, có hay không hối cải để làm người mới tư chất. Chương 1020 Ác mộng đuổi đi theo mà bên này tiêu thiên cùng vượng tài lẫn nhau trò chuyện đã đoán về sau cũng liền không nói nhiều hiện tại hắn chủ yếu làm sự tình đó là ngẩng đầu hướng phía trên không đây tinh không trận pháp phương hướng nhìn qua cẩn thận quan sát trận pháp này tình huống nếu như muốn để hắn đến bố trí trận pháp tự nhiên là không có cách nào làm đến nhưng nếu như nói muốn học bằng cách nhớ nói vẫn là không làm khó được hắn đi tới nơi này tinh không vị diện lớn nhất thu hoạch đó là đây tinh không tộc trận pháp nhìn qua rất mạnh hiệu quả phi thường tốt vẻn vẹn nhìn bốn phía đây hỗn độn khí tức bị đây tinh không trận pháp lại bỏ về sau đối tự thân nội bộ đề thăng liền có thể nhìn ra được nếu là có thể đem dạng này trận pháp cho mang về nói đối với toàn bộ tàng linh cũng là có to lớn chỗ tốt muốn đề thăng muốn hướng lên học tập là tất không thể thiếu dù là tự thân cường ngạnh như thế tiêu thiên cũng hết sức rõ ràng, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì. Cũng có thể trở thành vì chính mình lão sư, đồng dạng. Hắn tự thân cũng nguyện ý dạy bảo người khác hướng thiện, ngay tại tiêu thiên bên này. Còn tại suy nghĩ quá trình thời điểm, cái kia đuổi bắt tiêu thiên tới tinh không tộc. Đã làm mang theo mình thủ hạ, yên tĩnh chờ đợi, bọn hắn chỗ đại điện. Rõ ràng là một cái truyền tống đại điện, cứ việc cửu hoàng tử tinh vũ là tại trước đây điện khu vực hối lỗi, nhưng thân phận địa vị tôn quý, tự nhiên không có khả năng cùng bình thường đồng dạng. Đợi tại phía trước khu vực, hắn chỗ khu vực thuộc về khu vực Hạch Tâm, không đến bao lâu công phu. Hắn trước mặt bỗng nhiên là lóe ra không gian ba động, có người truyền tống tới, thấy đây. Tên này tinh không tộc cùng đồng bạn, không tự chủ được đứng thẳng lên thân thể. Trong ánh mắt mười phần chờ mong, đến sẽ là ai chứ? Đầy tinh không tộc trong lòng vô cùng chờ mong yên lặng chờ đợi, cửu hoàng tử Tinh Vũ bên người. Có một lần trước thiếu, lão thuộc về hắn phụ tá, cũng là lão sư. Thiếu nhưng là tướng tài đắc lực, hai vị này từ trước đến nay là như hình với bóng. Theo sát ở bên cạnh, xử lý rất nhiều sự tình. Ông rung động âm thanh hiển hiện qua đi, sau đó chậm rãi trừ khử. Truyền tống ba động biến mất về sau, hiển lộ ra phía trước thân ảnh, tên này Tinh không tộc cẩn thận hướng phía phía trước nhìn qua toàn thân trong nháy mắt run rẩy đứng lên, tại hắn trước mặt. Không gian ba động quang mang bên trong hiện ra thân ảnh, mặc hoàng báo. Mang theo ra thịt tinh quang tạo thành lấy huyền diệu đường vân. Cực kỳ quỷ dị, không chỉ có như thế, hắn trên đỉnh đầu còn có tinh vân vòng xoáy. Ẩn chứa không cũng biết vĩ lực gần là đối với vừa mới mắt thấy tới. Hắn cũng cảm giác muốn bị trấn áp đồng dạng, nghe, đồn rằng, cửu hoàng tử tinh vũ sắp đột phá, trở thành chân thần chi cảnh. Chẳng lẽ nói, hắn đã đột phá, sẽ không phải đối phương là cố ý phạm sai lầm. Rời xa hoàng thành cái kia vòng xoáy, tìm kiếm một cái thanh tịnh địa phương. Lặng yên sau khi đột phá, thủ thế chờ đợi lại vương giả trở về, không? Hổ là cửu hoàng tử A, đến cùng là truyền kỳ đồng dạng hắn, không nghĩ tới. Ngay, tại cái này tinh không tộc suy nghĩ lung tung thời điểm trước mặt hắn cử hoàng tử tinh vũ đã là bước nhanh xông về phía trước nhìn mình sùng bái đối tượng thế mà kích động như vậy bước nhanh đi hướng mình hắn nội tâm không khỏi cũng đi theo kích động đứng lên vì cái gì cử hoàng tử cảm xúc như vậy còn nhanh như vậy tới chẳng lẽ nói tại hắn trong lòng mình đã trọng yếu đến tình trạng như thế vẫn là nói mình lần này mang đến công lao chân chính để cho mình đi vào đối phương tâm lý, hắn bên này là càng nghĩ càng vui vẻ. Càng nghĩ càng kích động, tại cửu hoàng tử tinh vũ đi đến trước mặt về sau. Hắn đã không kịp chờ đợi kho mình hành lễ, gặp qua cửu hoàng tử ta. Ba, con, không đợi hắn nói cho hết lời, đối diện tới đó là một bà tai. Trực tiếp đem hắn gắng gượng quất lật thanh thúy phang dội một bà tai vang vọng tại cái này điện đường bên trong trêu đến tất cả mọi người kinh hãi nhìn bên này cửu hoàng tử tinh vũ làm việc bá đạo nhưng đối với mình người thủ hạ người từ trước đến nay thưởng phạt phân minh tương đối hiền hòa mặc dù yêu cầu nghiêm khắc nhưng tuyệt đối sẽ không dạng này tùy ý phát tiết lửa giận cho dù là lần này bị xử phạt đến nơi này lại thế nào tức giận cũng không có giận chó đánh mèo thủ hạ bất kỳ người nào liền xem như nô lệ chủng tộc cũng không có giống hoàng tử khác nếu là đụng phải dạng này sự tình chỉ sợ cũng có cái gì nô lệ chủng tộc phục thị người bị bạo ngược mà chết rồi dưới mắt có thể làm cho cửu hoàng tử tinh vũ như vậy phẫn nộ đi lên đó là tính vũ nhục cực mạnh to mồm đây người đến cùng là phạm cái gì sai bị cửu hoàng tử tinh vũ một bạt tai đập bay cái này tinh không tộc đồng dạng là ánh mắt mờ mịt vẻ mặt hốt hoảng ngẩng đầu lên hướng đánh mình sùng bái đối tượng nhìn qua hắn không hiểu mình rõ ràng là lập xuống công lao đây vừa lên đến làm sao lại thưởng mình một to mồm ngươi bắt người dài cái dạng này cửu hoàng tử tinh vũ lập tức là phất tay bên cạnh tinh quang hiển hiện về sau lập tức hiện ra một thân ảnh hiện ra ở cái này tinh không tộc trước mặt đây tinh không tộc bụng mặt cẩn thận hướng phía cái kia tinh không hiển hóa thân ảnh nhìn lại cuối cùng nhẹ gật đầu phải, ngươi, nghe được trả lời, cửu hoàng tử tinh vũ trong nháy mắt là giận bên trên đuôi lông mày. Giờ tay chính là muốn quất tới, chỉ là khi hắn mới vừa ngẩng đầu. Nhìn trước mặt đây tinh không tộc dọa đến trốn tránh bộ dáng lại là thở dài. Một tát này chậm chạp không có rơi xuống. Một lúc sau, hắn cũng là chán nản đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn não hải bên trong. Không tự chủ được nổi lên ban đầu cảnh tượng, có một chút mờ mịt đối phương tìm tới, cái kia quái vật kinh khủng tồn tại, thế mà tìm tới, những ngày qua bên trong. Hắn một mực kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Nội tâm đó là lo lắng có một ngày như vậy đến, cứ việc ban đầu hắn nhận sợ quả quyết. Chạy cũng kịp thời. Nhưng này A Cường ngạnh đại lão, nếu là có cái gì khác thủ đoạn. Có thể truy tung chính mình sở tại nói, nên làm cái gì, không nghĩ tới, mình lo lắng sự tình quả nhiên thành sự thật, đây cực kỳ kinh khủng ra hỏa, thật đúng là đuổi tới, vừa mới bắt đầu. Đạt được báo cáo tất có người ngộ nhập bọn hắn tinh không vị diện đàn. Tiến nhập tinh không chấn thủ đại trận môn hộ, đồng thời đuổi bắt tới. Đang tại tranh công, tinh vũ nội tâm là so sánh niềm vui, bởi vì đụng phải tiêu thiên. Hắn từ bỏ tàng võ bên kia bố cục, không đánh mà chạy loại chuyện này. Sau khi trở về đạt được trách cứ, nói là không có tinh không hoàng tộc uy nghiêm liền tính hắn kể rõ Tiêu Thiên Cường đại, cũng bị cho rằng là hồ ngôn loạn ngữ, không có người tin tưởng. Phụ hoàng cũng không tin, Tình Vũ biết mình nói nói, đích xác không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy a, à, bị trách phạt đến nơi này. Tình Vũ vốn cho rằng xảy ra bất ngờ công lao, có thể làm cho mình đạt được trở về hoàng thành cơ hội, chuyện này, mặc dù xem như mình sai lầm. Nhưng này tốt hơn huynh đệ, cũng là thừa cơ hội này chèn ép mình mà phụ hoàng chỉ sợ cũng có dấu khác tâm tư để hắn nhìn ra một ít gì đó có lẽ mình cái này xuất thân thấp hèn ra hòa liền tính biểu hiện cho dù tốt cũng không có chân chính vào hắn mắt a à, cho nên muốn trở về hoàng thành nói hắn cần một cái bên kia không có cách nào cự tuyệt lý do như vậy thắng được đến một trận mới vị diện chiến tranh liền rất có cần thiết đó là cái cơ hội thật không nghĩ đến nhìn thấy cái kia truyền tới hình ảnh nhìn thấy phía trên nội dung cả người hắn đều choáng váng mình ác mộng đuổi tới a